Alo, chúng ta bắt đầu nhé. Nên tôi có một buổi nói bù lại vì tôi ít thời gian nên mà tôi tranh thủ dỗi một lúc. Bây giờ tôi sẽ nói lại cái phần về quy hoạch động, nhưng mà tôi sẽ nói lại minh họa bằng một bài toán cụ thể. Đó là cái bài toán đổi tiền. Bây giờ chúng ta cùng xem lại cái bài toán đổi tiền đó là gì. Đây là một cái bài toán rất là nổi tiếng luôn, rất nổi tiếng. Và cái bài toán này cho đến giờ phút này còn rất nhiều vấn đề mở, nhưng bài toán chưa có lời giải. Như vậy là không những là một cái bài toán rất là hay, rất là cụ thể, mà là một cái bài toán là một vấn đề mở. Chúng ta những cô nhân đất để chúng ta cùng thầy và trò cùng nhau nghiên cứu. Bây giờ tôi quay lại cái bài toán gốc, bài toán đổi tiền nhé. Nôm na là nó mô phỏng chính cái bài toán rút tiền của các cái bot ATM đấy. Chúng ta cần vào một cái bot ATM, chúng ta có một số tiền, chúng ta cần đổi ra cái tiền mặt đấy. Thì cái bài toán đầu tiên là như này, là làm sao để mà cái số tiền mặt được rút ra là ít tờ giấy nhất có thể đấy. Đó là cái bài toán đổi tiền gốc nhé. Thì tôi mô tả cái bài toán cho chúng ta thấy nhé. Để cái bài toán gốc là như thế này, bài toán gốc như sau nhé, là cho trước một cái hệ tiền, cho trước một cái hệ tiền nhé. Nôm na là nó làm cái hệ các cái mệnh giá tiền cho trước. Thì thực ký hiệu của nó là C0, C1, C2 và CM, nó có M tờ tiền. Thì ta ký hiệu như này, 1 này bằng là C0 này, nó sẽ nhỏ hơn C1, nhỏ hơn ví dụ là M-1. Thì tôi ký hiệu cái hiệu đây là một cái hệ tờ tiền nhé. Thì ở mỗi một quốc gia thì cái hệ tờ tiền là nó khác nhau. Ví dụ như ở Việt Nam mình, chúng ta thì chúng ta có cái hệ tờ tiền là 1 đồng này, 2 đồng này, 5 đồng và 10 đồng này. Có thể lớn hơn nữa. Có thể đây là đơn vị là nghìn. Thì chúng ta phát triển lên nó sẽ là 10, sau đó là 20, 50, sau đó là 100, sau lại 200, 500, đúng không? Sau đó là 1.000. Cứ như vậy chúng ta... Thì cái số tờ tiền của một quốc gia này nói chung là nó là hữu hạn. Chúng tôi gọi cái M là cái như vậy, M là cái số tờ tiền đó. Ký hiệu cái bảng này là bảng C nhé. Thì M nó sẽ là len của C. Ở đây C chúng ta hiểu chính là cái mảng là C0 này, C1 này và CM-1. Chúng ta có thể ký hiệu như này, có thể ký hiệu là C0 dưới cũng được, tùy nhé. Thì đây là cái hệ tờ tiền cho mỗi quốc gia. Thế bây giờ đầu bài như sau này, cho trước này, cho cái số tự nhiên n bất kỳ, chúng ta có n tiền, mình cần đổi n tiền để ra cái số tiền kia, sao cho là cái tổng tờ tiền là tối ưu nhất, nhỏ nhất. Thế thì cái việc đổi tiền là như sau, đổi n tiền ra hệ cái 1 là như thế này nhé, là chúng ta sẽ biến đổi n này bằng cái tổng, ví dụ như là x0 c0 cộng x1 c1 cộng vậy xm-1 cm-1. Đó, đây là một cách đổi tiền. Với các x0, x1, x2, xm-1 này nó có thể là 0 hoặc là lớn hơn 0. Đấy. Được chưa? Thì như vậy là cái việc biến đổi này thì chúng ta ký hiệu x gì? Chúng ta ký hiệu x gì là làm là chính là cái em x0, x1, xm-1. Nó là một cái dãy m phần tử, giống như là C nhé. Thì mỗi cái xi này là x, một cái xk này là số nguyên, là số nguyên mà lớn hơn bằng 0. Đấy. Cái điều kiện này tôi ký hiệu đây là 2 nhé. Đấy. Thì cái bài toán như sau này, cái bài toán đổi tiền là như sau, tức là với n cho trước, hãy tìm cái hệ x, tìm cái dãy x gì sao cho là cái tổng sum của x gì bằng là x0 cộng với x1. Đây chính là tổng số tờ tiền có thể đổi được, đúng không nào, là minimum. Đấy, đây chính là cái bài toán gốc nhé. Đây chính là cái bài toán
bài toán đổi tiền gốc. Thì bài toán đổi tiền này thì nó có hai dạng, nó có hai cái dạng yêu cầu. Hai cái dạng yêu cầu như sau. Tôi ký hiệu là bài toán 1 nhé. Bài toán 1 là không cần mô tả chi tiết cái cách đổi tiền mà chỉ cần đưa ra cái số từ tiền tối ưu nhất thôi. Bài toán 1 là cho trước là input. Input là C là cái hệ từ tiền cho trước và N nhé. Và output chính là cái số K bằng là cái số tờ tiền minimum, số tờ tiền tối ưu có thể đổi được. Vậy cái bài toán 1 là dễ hơn nhé, không cần đưa ra cái kết quả là chi tiết của cái việc đổi tiền. Và cái bài toán 2 là bài toán đầy đủ hơn, là cái bài toán mà mô tả chi tiết, yêu cầu mô tả chi tiết. Bài toán 2 là input C và N và yêu cầu output là chi tiết ra. Tức là yêu cầu output ra là chính là cái mảng ý gì. Đồng thời đưa ra cả cái số K nữa. Số K là chính là bằng sum M, sum X gì, là số tờ tiền tối ưu. Đấy. Thì biết gì là biết K thôi, như vậy là cái nôm na cái bài số 2 này đủ hơn là phải đưa ra cái X gì. Còn bài số 1 là dễ hơn là đưa ra cái số K. Đấy. Thì tôi vừa mô tả xong toàn bộ cái bài toán rất là quan trọng, rất là hay. Một bài toán rất là nổi tiếng, nó có tên là Change Making Problem. Đấy. Nó là CMP. Thông thường người ta viết tắt cái này, người ta trong các tài liệu các thầy cô người tra cứu CMP đấy. Đấy, cái bài toán như này. Bây giờ chúng ta sẽ giải nó nhé. Hôm nay chúng ta sẽ giải trọn vẹn cái bài này. Và tôi sẽ đưa thêm các cái câu hỏi mở, các cái bài tập và các câu hỏi mở để chúng ta có đất để chúng ta có thể nghiên cứu thêm. Thế thì cái bài này là rất có ý nghĩa thực tế nhé. Chúng ta vào các cái cọc ATM là nó giải cho cái bài toán này đấy. Chúng ta đưa một cái bấm nút để hiện để tôi muốn đổi ra số tiền là bao nhiêu. Cần đổi ra là 1 triệu đồng hay là 500 ngàn. Thì dựa trên cái số tờ tiền đang có ở trong cái máy tính đó. Nó có thể người ta đưa vào không đều hết, người ta đưa vào chứ là một cọc tiền 500 ngàn, một cọc tiền 100 ngàn, một cọc tiền là 20 ngàn. Thì dựa trên con số đó người ta sẽ tính ra được cần phải lấy ra là bao nhiêu, mỗi loại như vậy cần phải lấy ra bao nhiêu tờ để rút ra. Người dùng kéo ra là lấy ra cái số tiền đó, và cái số tờ tiền nó phải là minimum để sao cho là tối ưu nhất. Chứ nếu mà tôi ví dụ cho thầy nhé, tôi lấy để thầy cho bạn thấy là nó cái này nó quan trọng. Vì tôi lấy C bằng nhé. C là cái hệ tờ tiền của chúng ta, ví dụ như là 1 này, 2 này, 3 này, 5, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Đó, lấy ví dụ như vậy. Thì bây giờ tôi cho N bằng 10 chẳng hạn. Nhé. Thì tối ưu là gì? Tối ưu là em là 10 sẽ bằng là 2 lần nhân với 5, như vậy là mất có 2 cái tờ 5 thôi. 2 cái tờ 5, 2 cái tờ, 2 cái tờ 5, 5 đồng là lấy ra được. Còn trường hợp mà là tồi nhất nhé. Tồi nhất thì hiển nhiên là em là 10 sẽ bằng là 10 lần nhân với 1 gì nữa. Như vậy ta cần mất là 10 lần cái số 1. Đấy. Thế mà thói đầu tiên này cho thấy là luôn là cái số 0 bằng 1. Như vậy suy ra là với đầu vào như vậy thì phương án tồi nhất là mất là N cái tờ tiền là 1 là số 0. Như vậy là cái phương án mà tồi nhất chính là bằng cái K này chính bằng N. Còn phát tốt nhất là bao nhiêu thì đã tùy. Như vậy là để cho tiết kiệm cái việc chúng ta rút tiền ra thì người ta bài toán cần đặt ra là phải lấy ra được ít nhất cái số tiền có thể có được để bảo đảm được cái đưa số tiền vào một cái hệ, vào một cái cọc mà ATM là bảo đảm ra là nó tối ưu nhé. Nhưng mà đây chúng ta khi chúng ta làm bài này chúng ta đưa ra một cái giới hạn là gì, điều kiện là gì, là số có tờ tiền này là vô hạn. Nó khác một chút so với cái bài toán thực tế trên các cái bot ATM. Trên bot ATM thì những cái số tờ tiền đưa vào nó là hữu hạn.
Nhưng mà chúng ta để chúng ta giải bài toán là giả sử các tờ tiền này là vô hạn, không hạn chế, thì chúng ta giải bài này. Được chưa? Đó, thì chúng ta cùng nhau giải nhé. Thì cái cách giải mà cái lời giải thứ nhất này, chúng ta đưa vào cái một nhỏ, chúng ta tìm cái lời giải tham lam này. Lời giải tham lam chúng ta làm trước nhé. Xong bước thứ hai chúng ta mới sang cái lời giải thứ hai là lời giải quy hành động. Tham lam là gì? Tham lam là cái tư tưởng là chúng ta luôn luôn là chọn phương án là chọn cái bước đi là tối ưu nhất trong cái tham lam nhất có thể. Thì cách cái làm này hình như là gì? Là chúng ta luôn cái đổi tiền lớn trước, đổi tiền nhỏ sau. Cách giải tham lam là luôn đổi tiền có mệnh giá lớn trước, sau đó mới chuyển sang các cái mệnh giá khác. Đấy. Ví dụ n của tôi bằng 27 chẳng hạn. Thì đầu tiên tôi tính cái số 5 nữa này. 5 nhé, thì chúng ta mất là 25. 25 mà 27 chia 5 thì là được 5 lần và dư 2 không? Thì ta lấy bằng 5 lần nhân với 5 trước này, đó. Xong còn dư 2. Dư 2 thì ta dư 2 thì đổi lấy cái một đổi cái số 2 có thể đổi bằng hoặc là bằng 1 tờ 2 hoặc là 2 tờ 1, nhưng mà chúng ta chọn vẫn tốt nhất tham lam là ta chọn 1 tờ 2 sẽ bằng cộng với 1 nhân với 2. Đấy, nhưng mà cái đáp số của chúng ta K sẽ bằng 3. Và như vậy cái mảng x chúng ta là như này. Mảng của chúng ta nó sẽ là 0, 0 tờ 1, 1 tờ 2, 0 tờ 3 và 2 tờ 5 và 2 tờ 5. Đây là đáp số nhé, đáp số. Thì cái K đây nó chính là bằng sum của x. Đấy, được chưa? Rồi bây chúng ta giải nhé, vì nó là rất rất dễ dàng, chúng ta luôn đổi tiền lớn trước. Thì chúng ta làm bài toán 1 này. Cái bài toán 1 là như sau, cái bài toán 1 là như thế này nhé. Bài toán 1 chỉ cần tính cái đáp số thôi. Thì lời giải nó rất đơn giản như thế này. Là chúng ta làm như sau này. Đây vì chúng ta làm chúng ta đưa ra cái thuật toán của nó nhé. Tôi sẽ giải ngay bây giờ. Thì cái bài lời này nó có... Với cái bài này thì như sau. Tôi kiệu của nó là CM đi nhé. Hay là change making nhé. Đầu vào của chúng ta là C và là N. Đấy, đầu vào là cái này nhé. Còn chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta đây là mô tả cái thuật toán thôi. Là cái pseudo code nhé. Chúng ta đặt M bằng len của độ dài của C này. Đấy. Và chúng ta đặt làm biến cao là đến với cái tờ tiền kiểu là 0. Và chúng ta đặt cái biến K là cái biến chạy thôi. Ban đầu tôi đặt M trừ 1. Đấy. Và tôi làm như sau, tôi đưa vào cái vòng lặp là OI. Chứ nào mà K mà N mà lớn 0 thì ta làm như sau. Thì chúng ta luôn tính số tờ tiền là lớn nhất, thì chúng ta dùng cao bằng cao cộng với n diff ck. Chúng ta lấy vì k bằng 1.1, chúng ta lấy cái tờ tiền là lớn nhất, sau chúng ta giảm đi, chúng ta viết n bằng n 1 ck. Đơn giản như vậy thôi. Và hiện chúng ta đặt là k bằng k trừ 1. Mà chúng ta kia k đây là chỉ là cái mệnh giá tiền. Đầu tiên chúng ta đặt ra cái mệnh giá tiền là lớn nhất, xong chúng ta tính cái số tờ tiền. Đây chính là số tờ tiền nhé. Đây chính là cái số tờ tiền đổi ra được cho ck. Còn cái chỗ này là cái phần tử thứ hai này chính là cái số còn lại. Và đây chúng ta return k. Đấy, thì đây chính là cái bài toán đầu tiên nhé. Bài toán đầu tiên rất đơn giản đúng không? Chúng ta đổi tiền
Bây giờ chúng ta tính thử nhé. Cái bài này là như sau này. Cái bài này mặc dù đây tức là y, trong khi y là n lớn không, nhưng chúng ta cứ tưởng là nó là có độ phức tạp gian là n, thì không phải, nó chỉ là theo k thôi. Khi nào mà k bằng không thì nó dừng lại. Như vậy là mặc dù là y là n lớn không, thực chất ra chỗ này nó chỉ là bao nhiêu bước, nó chỉ là m bước là cùng thôi, cho nên cái độ phức tạp thời gian, cái độ phức tạp thời gian của nó, độ phức tạp thời gian của chương trình này nó là om. M là cái số lượng các tờ tiền, nhưng mà m thường là một số cố định, đúng không? Chứ nó chính là O1. Tức là cái thời gian mà dùng phương án tham lam để mà chạy cái ATM nên là gần như là thời gian cố định, không được thay đổi. N không 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 thuộc về N. N lớn thế nào lớn, nó chỉ là nó ra là một số cố định. Đây là liền toán rất là nhanh, rất là hay. Tôi chạy thử các bạn xem, tôi chạy thử chương trình nhé để chúng ta viết nhé. Đây, bây giờ tôi làm giải. Bài toán đổi tiền phương pháp tham lam nhé, hay là giải thuật tham lam. Đây tôi viết là luôn cái chương trình chúng ta nhân trên making nhé. Đầu vào là C và N, đầu vào là C và N nhé. Chúng ta chú ý cái đó nhé. Đặt m bằng len của c, và tôi đặt là biến k hoặc là biến đếm các cái tờ tiền đó, đặt tôi đặt bằng không. Sau đó tôi bắt đầu chạy từ cái phần tử cuối cùng của cái tôi luôn tìm đổi tiền từ cái tờ tiền cao nhất là trên m trừ 1. Y n lớn hơn không thì tôi còn làm này. Thì tôi cao bằng cao cộng với là n chia cái này, đây là trong Python để làm cái này nhỉ. Thì cái chỗ này chính là cái số tờ tiền mà đổi được cái cho cái mệnh giá cao nhất là CK. Sau đó tôi giảm n đi, giảm n bằng n trừ đi, giảm n bằng n để số dư của CK, cái phần còn lại là chỉ là cái này. Đấy. Phần còn lại nhé, mà tôi giảm k đi. Và đây tôi return, k, return cao. Tôi test thử nhé. Về C thì bằng là luôn là 1 này, 1 này, 3 này, 5 này, 10, thì lấy ví dụ như vậy nhé. Và tôi đặt n bằng 28 chẳng hạn, 28 nhé. Và tôi print ra, bài này chỉ cần tham số thôi, print ra cái change making c n. Tôi kiểm tra, tôi chạy thử nhé. Bài này là bài này change making tham lam một một tôi là cái bài toán đơn giản nha. Kiểm tra đúng là 28 sẽ chia lên 10 thành 2, 2 tờ 10 này, còn lại là 8, 8 sẽ là 1 tờ 5 và 1 tờ 3. Đấy. Thì nó sẽ là mấy, nó sẽ là 4 đấy, nó xuất ra là 4 là đúng nhé, còn nếu mà không phải 4 thì là sai. Đấy. Là 4 này. Đấy. Vì tôi tăng cái này lên là 30 thì nó sẽ là ưu tiên là 10 trước, nó sẽ đáp số nó sẽ là 3. Giả sử tôi để cái này là 2 thì nó chỉ còn là 2 thôi. 2 thì nó sẽ làm 2 2 tờ 1 đồng. Đấy, vậy là đúng nhé. Đó thì đó là cái chúng ta giải nhanh cái bài tập mà cái phương án 1, cái bài toán 1 cho cái này những biết tôi giải phương án đầy đủ. Thì đơn giản lắm, chúng ta dựa ở đây thôi, chúng ta dựa ở đây. Chúng ta giải cái bài toán 2. Là cái bài toán 2 của cái phần tham lam, bị tôi giải bằng tham lam, giải cái bài toán 2 là đổi tiền đầy đủ. Đầy đủ.
tức là cần phải tìm ra cái chi tiết cái cách cái cần tính ra chi tiết cái cách mà chúng ta đổi đổi tiền. Tức bây giờ, ví dụ ta lấy C bằng 1, 3, 5, 10 và N bằng 28 chẳng hạn, thì máy sẽ phải báo là gì, là 28 tiền sẽ đổi được thành là 4 tờ tiền, trong đó có 2 tờ 5 đồng và 2 tờ 10 đồng, 1 tờ 5 đồng và 1 tờ 3 đồng. Thì bài này chúng ta phải làm cái giải bài toán là đầu vào là input của chúng ta. Input là C và N và output chính là cái mảng X gì? Cái mảng đầu ra. Cái mảng X thì nó phải thỏa mãn như sau. X là một cái mảng gồm có lẻ n phần tử và thỏa mãn điều kiện sau đây. Thỏa mãn cái điều kiện là gì? Là n bằng là x0 y0, x0 x0 c0 cộng với x m trừ 1 và c m trừ 1. Đấy, chính là cái này nhé. Và điều kiện thứ hai là cái sum tổng các chữ số của x sẽ phải là minimum. Lời giải là giống hết cái này thôi, nhưng mà ở đây chỉ cần tính là cái bài này không phải không bài này tôi sửa các bạn sửa nhưng tôi với nhầm nhé. Nhìn nhìn lại mới thấy là nhầm. Chỗ này không phải là k nhé, mà là đi thân cao nhé. Chỗ này đi thân cao nhé. K. Thì lời giải hai là như sau. Thì là chúng ta cũng dựa vào đây thôi, nhưng mà khi mà chúng ta là khi tính được cái số tiền mà cái tờ tiền cho CK thì chúng ta tăng XK lên 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 từ này là xong. Nhưng mà chúng ta đơn giản như sau. Chọn luôn vào đây thôi. Nhé, bây giờ tôi sửa lại cái bài này nhé. Tôi copy cái này sang bài mới này. Copy sang bài mới nhé. Tôi sửa lại gì này là xong thôi nhé. Như sau này, trong làm này là giải lời giải đầy đủ này. Lời giải đầy đủ. Lời giải đầy đủ. Được chưa? Đấy. Vẫn là cái này thôi. Nhưng mà đầu ra là phải gì? Chúng ta chú ý cái đầu ra của nó, cái output của cái bài này nó phải là gì? Nó phải là cái mảng X. Đấy. Được chưa? Bài này chỉ là lời giải đầy đủ, tôi ghi ra đây nhé. Phương án tham lam nhưng mà ở đây nó là full. 2 2 full. Thì tôi sửa như sau. Vẫn là dựa cái này nhưng mà tôi sửa thì một chút là xong. Tôi sửa như sau nhé. Ở đây tôi sẽ phải thêm vào đây một cái mảng x nữa. Đây, vậy chỉ là cái mảng x ban đầu tôi đặt gồm toàn số 0 nhân với m đó. Được chưa? Bài này tôi không không còn cao, tôi bỏ cái bên bên cao nên là không không còn cao nữa này. Đấy. Tôi xem như này, tôi sửa lại cho nó hợp lý nhé. Vẫn là k bằng m trừ 1, ok rồi nhé. Thì làm như sau này. Đây tôi sửa cái này thì tôi sửa toàn bộ cái chỗ này đi, tôi viết lại chỗ này nhé. Như vậy là m là đặt m bằng len c này. X là đặt là chính là cái dãy đầu ra, chính là cái dãy dãy nghiệm đấy, nên là nghiệm nghiệm của cái phương trình mà n là các khai triển n đấy. Đặt k bằng m trừ 1. Và tôi làm như sau, vẫn là cái vòng lặp là y n lớn 0, tôi làm như sau nhé. Thì cái xk tính luôn, xk chính là cái số tờ tiền ở cái tờ tiền CK được được được, được, được tính tôi tính tham lam tính từ trên xuống dưới trên bao giờ cũng đúng. N này bây giờ cũng chỉ làm một lần thôi. N này, N sẽ bằng N chia cho CK. Đấy. Được chưa? Đấy. Sau đó tôi giảm N bằng N
Tôi giảm ca đi. Và đầu ra của nó đây. Return. Return X. Rất đơn giản, cái bài này chỉ có nhiều thế này thôi. Nhưng khác bài trên là gì, chúng ta tính luôn cái XK này luôn. Đấy. Như vậy là cái đầu từ đầu nhá. Tôi tính cái mệnh giá tiền lớn nhất này, sau tôi làm phép chia để lệnh dip ấy. Thì đây chính là cái số từ tiền mức K. Xong tôi giảm N đi về N bớt đây cho tôi trừ đi, mất trừ đi N đi. Và tôi giảm K đi. Và cứ như vậy trừ khi K bằng 0 thì dừng lại. Thì cái N bằng 0 hoặc N bằng 0 dừng lại. Cho nên có thể K bằng 0, K lớn nó bằng 0 thì còn làm. Đấy. Bài này cũng vậy, bài này có độ phức tạp thời gian vẫn là OM vì nó theo cái K này mà. Cho nên là maximum nó là M thôi. Như vậy nó vẫn là OM hay là O1 thời gian. Thấy chưa? Thì tôi viết lại đây cho nó yên tâm một chút nhé. Nhưng mà tôi giải cái bài toán đầy đủ thì như sau. Viết lại đây cho một lần nữa cho nó yên tâm nhé. Là đầy đủ. Như vậy cái bài toán này như sau. Cái bài toán này là change making full. Đầu vào là C và N. Đấy. Tôi làm như sau. Viết lại này. M bằng là len của C. Đấy. X gì là một cái dãy. Dãy M số 0, viết cho nó dễ hiểu, N số 0, được chưa? Và tôi đặt K bằng, đầu tiên là K bằng M trừ 1. Và OI, ở đây có thể có hoặc là N lớn 0 nhé. Đấy. N lớn 0, hoặc là có thể viết là như này, hoặc có thể viết là có thể viết là OI là K lớn hơn bằng 0 cũng được, bằng nhau, nhưng mà cái nó đổi một lúc là có thể nó ngắn hơn, không phải là K. Thậm chí thân chạy nó không phải là K lần mà là có nhỏ hơn K lần. Thì là hết tiền thì thôi. Thì nhanh hơn là K. Điều này hợp lý hơn nhé. Y là cái này nhé. Thì ta đặt như sau. Đặt là XK bằng là N dip CK. Đây là mô tả bằng pseudo code thì nó như vậy nhé. Xong ta đặt N bằng là N mod mốt của CK, dùng dip và mốt thay cho cái này và thay cho cái này của Python nhé. Đó. Và tức là k bằng k trừ một. Và thế đây thì chúng ta sẽ return x một này, hai này, ba này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 lệnh đúng không? Thì cái vòng lặp này nó chỉ maximum là k lần thôi. Maximum lại là m lần, không thể hơn m lần được, cho nên là cái độ phức tạp thời gian của nó chính là OM. Mà m thông thường nó là một số cố định vì nó là độ dài của cái C, cho nên nó chính là O1. Được chưa? Được rồi, nhưng mà chúng ta vừa mới giải cái bài toán này là bằng gì? Bằng cái phương án quy hoạch động. Thì trước khi mà chuyển sang cái phương án quy hoạch động, đây là vừa rồi là giải phương án tham lam. Bây giờ muốn sang quy hoạch động tôi nói thêm một chút nữa nhé. Như vậy là cái phương án câu hỏi đặt ra là như sau này. Câu hỏi đặt ra là hiển nhiên nhé. Đặt ra là với cái hệ tiền C bất kỳ đó mà chúng ta đã thấy đấy, bất kỳ, thì cái phương án, cái phương pháp trên, cái phương pháp tham lam trên có tối ưu không? Đấy. Tham lam trên có tối ưu không? Câu hỏi đặt ra rất là hiển nhiên đúng không nào? Nó rất là nhanh, rất thuận tiện, nhưng mà về bài toán học thì cũng phải đặt ra một cái bài toán như vậy là liệu nó có tối ưu không? Đấy, thì câu trả lời là không nhé, không tối ưu. Tôi lấy ví dụ này, ví dụ cho thấy nhé. Câu trả lời chúng ta là phương án tham lam là không tối ưu, trả lời là không tối ưu. Ví dụ rất đơn giản mà chúng ta thấy nhé. Ví dụ ta C là từ từ là 1 này, đúng không? 1 này, 2 này, 3 này và 4 này. Đó.
Được chưa? Để tôi xem nhé. Ba một 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 ba bốn thôi nhé. Một này, ba này, bốn nhé. Vé này bằng 6. Đấy. Thì tham lam nhé. Tham lam này, chúng ta giải này. Đầu tiên là 4 này, là 6 nhé. Tôi tham lam tôi lấy 4 trước này, nó sẽ là bằng một tờ 4 này. Còn lại là hai tờ tiền. Hai tiền không đổi được 3, nó sẽ bằng 2 2 cái 1, nó sẽ bằng là cộng với 2 lần 1. Như vậy cái đáp số của nó là K sẽ bằng 3 tờ. Như vậy là dùng cái tham lam là 3 tờ tiền. Mà cho thấy là tối ưu đó là khác nhé. Tối ưu đây, tối ưu của nó là 6 sẽ bằng là 2 nhân 3. Nhưng mà đáp số tối ưu của nó là K bằng 2. Thì như vậy các bạn thấy, như vậy bài này riêng cái trường hợp này ta thấy là ví dụ này thì với chữ N bằng 6 này thì đáp, cái là giải tham lam là không tối ưu. Nên là dạng nó là tạo ra là 3 tờ tiền. Nhưng mà thực chất ra đáp án tối ưu của nó là 2 tờ tiền. Đấy, như vậy là câu trả lời là không tối ưu nhé. Vậy tôi suy ra ngay kết quả như thế này, suy ra ngay bài toán sau đây nhé. Các câu hỏi mở này, các câu hỏi mở nhé. Câu hỏi 1 nhé, là vậy thì khi nào điều kiện cần và đủ điều kiện để lời giải tham lam là tối ưu là khi nào? Đấy, cái câu bài toán này là hoàn toàn mở nhé. Cho giờ phút này mà toán này vẫn chưa có điều kiện của C nhé, để điều kiện của C. Đấy. Để mà cái lời giải tham lam là tối ưu luôn thì cái bài toán này hiện nay vẫn chưa có lời giải. Chúng ta muốn toán nó nhanh một chút nữa nhé. Tôi đi định nghĩa một cái định nghĩa như này sẽ rất là hay nhé. Định nghĩa này. Một cái hệ tiền C bất kỳ được gọi là chuẩn tắc, gọi là chuẩn tắc nếu mà cái phương pháp tham lam mà đổi tiền qua hệ C đó, phương pháp tham lam là tối ưu. Được chưa? Thì như vậy là với cái bài toán 1 này, với định nghĩa này chúng ta có thể suy ra một câu hỏi thứ hai là với hệ tiền cho trước ấy thì làm sao để kiểm tra được là C có chuẩn tắc hay không. Bài toán 2 như sau nhé. Bài toán 2 là cho hệ tiền cho trước. Bây giờ cần kiểm tra xem C có chuẩn tắc hay không nhé. Chuẩn tắc gì? Chuẩn tắc tức là phương án tham lam đồng thời là tối ưu. Ví dụ ta vừa chứng minh là cái hệ C là 1, 3, 4 không vào chuẩn tắc nhé. Đây, không là chuẩn tắc vì cái hệ này là phương án tham lam là không tối ưu, cho nên nó không là chuẩn tắc. Nếu vậy cơ vậy là có bài toán đặt ra là cho trước C làm thế nào là kiểm tra được C chuẩn tắc hay không, thì bài toán 2 này cũng là bài toán mở, chưa có lời giải. Các bạn chú ý nhé, như vậy bài toán 2 này cũng là bài toán mở luôn. Bài toán 2 là bài toán là open, chưa có lời giải nhé. Nhưng mà rất là hay, nhưng bài này là bài rất là hay luôn đấy các bạn thấy nhé. Học sinh và giáo viên hoàn toàn có thể cùng nhau đưa ra một cái bài tập lớn và thầy và trò cùng nhau tìm lời giải. Có thể lên mạng chúng ta tìm các công trình của những người đi trước và làm. Đây là những bài toán nó rất là dễ hiểu nhé. Được chưa? Đây. Thế thì với cái bài toán 3 là gì? Là làm sao mà thiết kế được cái hệ tiền, làm sao nó là chuẩn tắc. Vấn đề là cái muốn cái bot ATM của chúng ta nó là chuẩn tắc ấy, nó tối ưu thì cần phải tìm ra cái hệ tờ tiền nó là chuẩn tắc. Đấy, thì bài toán 3 như sau là chúng ta hãy chứng minh cái hệ tờ tiền mà thông thường Việt Nam mình hay dùng ấy. Mà thế giới vậy cái hệ tờ tiền có cái dạng như này, có cái dạng là 1, 2, 5, 10 xong lại 20, 50, 100 cứ như vậy. Đấy, cứ như vậy. Đấy. Thì cái hệ tiền này thì là cần bật cần là có chuẩn tắc hay không? Là chuẩn tắc nhé. Đây là bài tập rất là hay nhé, bài tập nhé, đây là một bài tập nhé. Đây là một định lý đấy, bài tập chứng minh cái này nó là chuẩn tắc nhé. Bài này đã có lời giải rồi, chúng ta cùng nhau làm thử nhé. Đây là một cái bài tập hay.
là chứng minh rằng cái hệ tiền mà thông thường các quốc gia vẫn đã dùng ấy, 1, 2, 5, 10, sau lại 20, 50, 100, sau lại 200, sau lại 200, 500, 1.000, sau lại là tiếp theo là 2.000, 5.000, 10, 10.000, sau lại là cứ như thế cứ tăng lên. Bao giờ là 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5. Đấy. Tôi sẽ cho bạn thêm một bài tập nữa nhé, bài tập 4. Giả sử P là một con số tự nhiên bất kỳ lớn 1 thì hãy chứng minh rằng cái hệ sau đây, hệ có là hệ có thể là 1 này, P này, P bình phương và P mũ M. P mũ M trừ 1. Hệ C như này nó là chuẩn tắc hệ tiền. Hiện nay cái bài toán là cho trước một cái hệ C, một dãy C bất kỳ, kiểm tra xem tìm ra cái nhu cầu cần và đủ để mà xây chuẩn tắc vẫn là một thuật mở chưa có lời giải. Như vậy tôi một thêm tìm cho các bạn thêm một cái bài toán nữa, bài toán mở nữa, cũng thật là chỉ là bài toán trên thôi. Cho trước hệ tiền C nhé, tìm cái điều kiện cần và đủ để C là chuẩn tắc. Hãy tìm ra cái chuyện này. Đây là toán mở nhé, chưa có lời giải, toán mở. Nhưng mà hiện nay các nhà làm khoa máy tính ý, họ cố gắng họ tìm được càng nhiều càng tốt các điều kiện cần, điều kiện đủ để nó là chuẩn tắc. Như đây này, đây là một điều kiện này. Đấy, những dạng như này nó là chuẩn tắc, là một bài toán nhé. Đây là một bài toán nữa này. Đây là toán có lời giải rồi. Để tìm thêm cái điều kiện nữa. Vì nôm na là một cái quốc gia mà cần phải tạo ra một cái hệ mệnh giá tiền là phải là chuẩn tắc thì nó mới hợp lý trong cái bot ATM. Tuy vậy cái bài toán về mặt lý thuyết là không nhé. Các quốc gia được quyền đặt cái hệ tiền là bất kỳ. Tôi đặt cái hệ là 1, 3, 5 vô tư, 1, 2, 5, 7, 10 vô tư. Thì vấn đề là cho trước mệnh tiền như vậy thì kiểm tra xem nó là chuẩn tắc hay là không. Đấy. Được rồi, thế bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang cái phần thứ hai, là chúng ta giải cái bài toán theo quy hoạch động nhé. Giải cái bài toán đổi tiền theo quy hoạch động. Được chưa? Vẫn là như vậy, vẫn là cái bài toán là cho trước một cái hệ C như vậy nhé. Nó là C0, C1, CM trừ 1 như vậy. Cho trước cái số tự nhiên N nhé. Và cần phải đổi ra nó là X0 C0 cộng XM trừ 1 nhân với CM trừ 1. Đấy, đổi. Đây là cái cách đổi tiền. Ra một cái hệ, ra một cái dãy, ra một cái bảng X gì. Sao cho là cái tổng sum của X bằng cái tổng là x k k chạy từ 0 cho đến m trừ 1. Tổng này nó là minimum. Đó. Được chưa? Thì đó là chính là cái mà chúng ta cần phải tìm ra cái lời giải, được chưa? Đấy. Bây chúng ta cùng nhau giải nhé. Trong khi giải thì tôi nhấn mạnh một số những cái nguyên lý của quy hoạch động luôn. Tôi vừa giải, tôi vừa làm. Thì một trong cái quan trọng nhất của bài toán quy hoạch động là chúng ta phải đưa ra, đặt ra đúng cái bài toán, đưa ra cái hàm tối ưu. Sau từ cái hàm tối ưu đó chúng ta quy về từ bài toán N, chúng ta quy về giải cái bài toán với N nhỏ hơn. Chúng ta gần như là cái phương án là để quy đấy. Cho để quy nhé. Đây, thì là bài này là như sau này. Như vậy bài toán của chúng ta là như sau này, là input của chúng ta nó là C nhé và N. Đấy, N và đầu bài cần tính ra cái cách lời giải này. Cũng nhận cho các chúng ta có hai bài. Một cái bài là bài 1. Bài toán 1 là cần tính cái số tờ tiền minimum thôi, tính sum x thôi. Và bài toán 2 là tính chi tiết cái cách đổi tiền cụ thể. Chúng ta sẽ làm cả hai bài nhé. Đầu tiên chúng ta làm như sau này.
Chúng ta giải cái em tìm cái cấu trúc, chúng ta tìm tìm cái quy luật cấu trúc tối ưu. Đây là một trong những bước đầu tiên của bài toán quy hoạch động. Thì làm như sau này, chúng ta đặt trên cho chúng ta kêu là Fn nhé, Fn bằng gì? Chính là bằng cái số tờ tiền tối ưu, số tờ tiền minimum tối ưu có thể đổi bằng n tiền. Đó. Thì định nghĩa cái này rồi thì chúng ta sẽ tìm ra cái công thức truy hồi hay công thức gọi là công thức đệ quy cho cái Fn này. Đấy. Thì cái bước này là cái bước chính là bước là tìm ra cái công thức gọi là công thức tối ưu địa phương của quy hoạch động, rất là hay. Như vậy đây là bước 1 nhé. Bước 1 là đặt ra cái hàm tối ưu để chúng ta làm cái quy hoạch động. Được chưa? Bây giờ bước thứ hai là chúng ta phân tích cái quy chúng ta sẽ làm bước 2, chúng ta sẽ phân tích cái hàm Fn này, mà thật ra hàm bất kỳ hàm Fi bất kỳ chứ không phải chỉ là n tổng quát nhé. Rồi thì chúng ta phân tích cái này theo cái phương pháp đệ quy thôi nhé. Đầu tiên là với n bằng 0, F0 này, F0 thì hình như là với không không tiền thì hình như là chúng ta không đổi được gì, chúng ta bằng 0 thôi. Cái này là hiển nhiên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ em làm tiếp này, chúng ta làm thử với F1. F1 chúng ta chỉ có một tờ tiền thôi thì hiển nhiên nó đổi thành một, không có gì. Được chưa? Bây giờ chúng ta tổng quát này. Giả sử chúng ta đã tìm được cái lời giải cho tất cả các cái Fi với Y nhỏ hơn N rồi, bây giờ chúng ta tự tính cái Fn. Được chưa? Đó. Thì cái làm như sau, những bước tiếp theo là chúng ta cần phải tính cái Fn với N bất kỳ. N bất kỳ nhé. Tính như thế nào? Thì thể làm như sau. Đề chỗ này, chỗ bước này là bước rất quan trọng này, chỗ này là bước là phân tích cái cấu trúc địa quy của Fn, mà công trúc này, công thức này người ta gọi là gì, người ta gọi cái đó nó gọi là gì, người ta gọi đó là cái cấu trúc tối ưu, cấu trúc tối ưu. Tôi tìm cấu trúc tối ưu, cấu trúc đệ quy gọi gì, hay là gọi cái này là cấu trúc là tối ưu địa phương, tối ưu địa phương của Fn. Thì đây là một trong cái phương án, một cái bước rất quan trọng. Bước 1 này, bước 1 là chỉ ra cái hàm đó này. Bước 2 là tìm ra cái quy luật hay là tối ưu địa phương của cái hàm Fn này. Mà cái tìm ra cấu trúc tối ưu này thông thường thông qua cái phương án là ta suy từ bài toán lớn, ta suy về thành những bài toán nhỏ hơn. Đấy. Được chưa? Đây nhé, đây bài 1 nhé, là như này. Cái vấn đề 2 là như này. Thì cái làm như sau nhé, đây cái làm như này, chúng ta cái này trước tôi nói rồi, bây giờ nhắc lại một nữa nhé. Bây giờ tôi xét làm hai trường hợp nhé. Không, hai trường hợp tôi làm như sau, tôi phân tích như sau để tính Fn nhé. Bây giờ tôi làm những bước, bây giờ giả sử này. Bây giờ đây nhé, để tôi làm đi. Bây giờ giả sử có bước một, bây giờ tôi tìm hay là giả sử có tìm tìm ra một cái chỉ số g. Đấy. Sao cho là cg nhỏ hơn là bằng fn nè. Đấy. Chia sẻ nhỏ hơn n. Cái gì luôn tồn tại, ví dụ gì bằng 0 thì là không, vì sẽ không bằng 1 mà chuyện là nhỏ hơn bằng n, thì như giả sử tìm tìm được gì sao cho cái này nhé, sao cho là cái thì với cái gì nhỏ n thì suy ra là trong khái triển của n có thể có hay không là cái gì, đúng không nhỉ? Vậy thì như sau nhé, vậy thì làm suy ra như sau, để suy ra là trong khái triển của n, trong khai triển thành tiền của n thì có thể có là cái mệnh giá cg. Thì nếu mà có nhé, nếu mà có thì chúng ta sẽ đổi thành một tờ cg, và còn lại thì sẽ ra sau là nếu có nhé, nếu đổi được, nhưng nếu đổi được
nếu mà đổi được nhé. Nếu đổi được thì chúng ta như sau. Thì n sẽ đổi như sau, đổi bằng một tờ CG. Và còn lại là bao nhiêu? Còn lại là n trừ đi CG tiền. Đấy, CG tiền. Đấy. Được chưa? Số tiền này là có thể đổi, có thể số tiền này là số nhỏ hơn chứ có thể đổi thành maximum được. Thì như sau nhé. Vậy suy ra như sau, vậy suy ra như sau là như vậy, suy ra theo cách làm như này thì cái Fn như sau. Cái Fn này nó có thể đổi thành là gì? Đổi thành là một tờ CG và cộng với số còn lại, đây chính là F của n trừ đi CG. Nhưng đây là một cách đổi nhé, đó. Và vì nó tối ưu, tôi suy ra cái này. Vì Fn là tối ưu mà. Đây là một cái đổi rồi thì nó là cái này. Đấy. Nhưng mà cho thấy là chúng ta có cái đoạn đẳng thức sau đây nhé. Nếu mà tồn tại G sao cho là CG mà nhỏ hơn n thì có cái đẳng thức này. Vậy tôi suy ra. Vậy từ đây suy ra như sau. Suy ra là với mọi CG mà nhỏ hơn tôi có cái này, vì suy ra là Fn bằng sẽ nhỏ hơn bằng là min của tất cả các tổng 1 cộng với F n trừ đi CG. Đúng không? Với tất cả các g sao cho là CG nhỏ hơn bằng n. Đấy. Để có thêm cái đặc thức này, là đặc thức rất quan trọng. Bây giờ chúng ta chứng minh là điều ngược lại. Nha, chúng ta chứng minh điều ngược lại. Bây giờ cần chứng minh điều ngược lại. Bây giờ chúng ta cần chứng minh bài tập thì cần chứng minh điều ngược lại, cần chứng minh bài thức ngược lại là Fn nó sẽ là phải lớn hơn hoặc bằng là min của 1 cộng với F n trừ đi CG. Đấy. Với tổng tất cả cái min theo gì? Min theo tất cả các CG sao cho là CG nhỏ hơn hoặc bằng n. CG này nhỏ hơn bằng n. Đấy. Cái này là một, cái này tôi chứng minh được rồi nhé. Cái này là đẳng thức 1. Đây là thứ 2 này, lỗi ở trên ở phía trên là 1 rồi, đây là 2 này và đây là 3. Cần chứng minh cái 3 nhé. Từ 2 3 suy ra là đây được cái dấu bằng, Fn bằng cái này. Chúng ta chú ý là từ 2 và 3 chúng ta sẽ suy ra được công thức sau đây rất quan trọng. Đây chính là công thức mô tả cái tính tối ưu địa phương của cấu trúc của cái tối ưu của cái bài toán đổi tiền. Suy ra là Fn bằng min của 1 cộng với F n trừ đi CG. Đấy. Tổng theo tất cả các cái CG nhỏ hơn bằng n. Đây công thức này, công thức 4, đây công thức rất quan trọng nhé. Đây là công thức mô tả cái cấu trúc tối ưu địa phương. Như vậy mỗi một cái bài toán là quy động chúng ta cần phải tìm ra cái công thức này. Đây. Thì đa số nó rất là hiển nhiên nhưng mà vẫn phải chứng minh bằng bài toán học nhé. Vì chúng ta không chứng minh nó sai thì chết đấy. Như vậy chúng ta là một chúng ta chứng minh rồi và chúng ta cần chứng minh 3 là xong. Chứng minh 3 là xong là được thôi. Vì từ 3 từ 1 và 3 đây từ 2 và 3 suy ra 4. 4 chính là công thức quan trọng nhất. Cần từ 4 là sẽ lời giải của bài toán thôi. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi đúng là có thể bỏ qua. Trong tất cả những người từ trước này vẫn dạy về thuật toán bỏ qua những này nhưng mà tôi muốn chứng minh. Thì hôm nay chúng ta có thời gian nhiều mà tôi chứng minh rằng là chứng minh cái này mà bài toán học nhé, đây là một bài toán hoàn toàn toán học. Đấy. Được chưa? Thì làm như sau nhé. Đây thì bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ chứng minh là như sau này, chứng minh cái đẳng thức 3 nhé. Bây giờ tôi sẽ bài toán chúng ta tôi sẽ chứng minh bất đẳng thức 3. Thế là môn toán rất là quan trọng như là 3 nhé. Đấy, chứng minh như sau, tôi sẽ chứng minh cho các bạn xem cái bài học. Đây là một cái bài hoàn toàn là toán, hoàn toàn là toán không có gì cả. Được chưa? Bây giờ như sau nhé. Chứng minh cái 3 là chứng minh là cái Fn là nó lớn hơn đấy. Đâu rồi? Con chuột đâu rồi đây? Chứng minh lớn cái này nhé. Đây.
Bây giờ là cho mình nhá. Tôi sẽ nói là cho nó hợp lý nhá. Đấy. Bây giờ xét một cách đổi tiền bất kỳ, tiền bất kỳ của n, đúng không? Ta có này, ta có là n sẽ bằng là x0 này, x0 nhé, c0 cộng, đúng không? Cộng với x thì m trừ 1, c m trừ 1. Đấy. Có cái này đúng không nào? Để tôi kiểu cái này là 5 nhé. Để tôi sẽ chứng minh cái này nhé. Bây giờ trong cái tổng này phải có một cái chỉ số g sao cho là cái x g lớn không, thì tôi giả sử có là x g lớn không, giả sử như vậy nhé. Đấy, thì ta có này, vì nó bằng không cả thì vô lý, vì n lên khai triển mà nó phải có một cái chỉ số gì sao cho nó lớn không. Vậy suy ra như sau này, vậy tức gì, tức là ta có này, ta có làm là vậy, như vậy là n này trừ đi cg nó sẽ bằng này, n trừ cg này nó sẽ bằng cái tổng này nhé, cái tổng này trừ đi cg nhé, vậy nó bằng như sau này, nó sẽ bằng là, để tôi viết kiểu như là tổng là xk đúng không, sau nó là k bằng 0 cho đến m trừ 1 trừ đi cg, nó sẽ bằng này. Đấy, các bạn chịu khó một tí, đây là cái biến đổi hoàn toàn là môn toán, chứ là không có gì, chúng ta cứ bình tĩnh nhé, đang là chúng ta còn rất nhiều thời gian. Thì nó bằng như sau này, nó sẽ là như sau, nó sẽ bằng là x0 nhân với C0, tất cả bình thường hết nhé. Nhưng mà chỉ riêng đối với cái đối với phần tử thứ G ý. Phần tử G thì nó sẽ là như sau, nó sẽ là XG, đúng không? XG trừ đi 1. Đấy, trừ đi 1 nhân với CG. Còn cái phần tử khác của nó vẫn bình thường, vẫn là không thay đổi, vẫn là X N M trừ 1 C M trừ 1. Đấy, bằng cái này. Đây là n sửa cg đúng không? Đấy. Vậy suy ra gì? Suy ra cái bên phải này chính là một cách đổi tiền của n trừ cg, đúng không nào? Và suy ra là cách đổi tiền này như sau. Vì cách đổi tiền này là cách đổi tiền cho nên nó không thể tối ưu. Vậy suy ra là f của n trừ dcg. Nó phải nhỏ hơn, đúng không nào? Nó phải nhỏ hơn hoặc bằng là cái tổng bên này này, cái tổng bên này nó chính là nó chính là bằng là nó chính là bằng fn trừ đi gì, chính là fn trừ đi một cái này. Đấy. Không, tôi giả sử nhé, tôi nói luôn nhé. Vì là sao, vì cái tổng của cái thế này, vì sao tại sao lại như thế này, tôi viết lại cho các bạn thấy dễ hiểu hơn nhé. Chỗ này này, nó chính là gì, nó chính là bằng sum của x trừ đi 1, được chưa? Đấy, trừ đi 1. Đây, xin lỗi, tôi vẫn nói thêm nó lại đấy, vẫn đúng nhé. Mà cái này nó đúng với mọi khai triển, cho nên là trường mà khai triển tối ưu thì nó cái này là suy ra là vậy. Thì suy ra như sau, vì cái này đúng với mọi khai triển của x gì, mọi khai triển của n mà cả khai triển tối ưu nữa, vậy suy ra như sau, vậy suy ra là f của n trừ đi c g nhỏ hơn hoặc bằng là fn trừ 1, hay là cách khác là fn lớn hơn hoặc bằng là 1 cộng với fn trừ đi cg, nếu
Thế mà CG nhỏ hơn được bằng N. Thì từ cái điều này ta suy ra ngay, ta suy ra như sau, suy ra là nó phải lớn bằng min thôi. Đúng không? Vậy từ đây suy ra chính là cái 3 luôn. Suy ra là Fn sẽ lớn hơn được bằng là min của 1 cộng với Fn chia đi CG. Tổng thêm min của CG nhỏ hơn bằng N. Đó. Vậy suy ra nhé, vậy chúng ta từ cái đây chính là công thức 3. Đây chính là công thức 3. Vậy ta suy ra công thức 4. Vậy ta suy ra công thức rất quan trọng. Mà công thức này là công thức cần phải. Vậy suy ra lại công thức 4 nhắc lại công thức 4 này là 4 là như sau, 4 là Fn sẽ bằng min của 1 cộng với Fn trừ đi CG. Đấy. Và tổng sau cái CCG này nhỏ hơn bằng N. Đây là công thức quan trọng nhất nhé. Và như vậy là mọi cái bài toán mà cần giải quy động, chúng ta cần phải tìm ra công thức N như này với cái hàm và là cái hàm tối ưu. Vì việc bài quy động là phần lớn là các bài tìm từ tối ưu hết, ta phải tìm ra một công thức của một cái hàm quy động và tìm được công thức tối ưu của nó, công thức đệ quy tối ưu. Đây là công thức đệ quy, công thức truy hồi mô tả cái tối ưu, mô tả quan hệ gọi là tối ưu giữa N và các cái F nhỏ hơn N. Thì như vậy công thức nó vừa truy hồi mà truy hồi giữa các cái tối ưu rất quan trọng. Thì cái công thức này nó gọi là cái công thức này nó gọi là cái công thức tối ưu địa phương, nó gọi là công thức tối ưu địa phương. Rất quan trọng luôn nhé. Tất cả các bài toán quy động đều phải tìm được công thức tối ưu địa phương. Nếu mà không tìm được thì không thể giải được bằng quy động. Nếu ta tìm không ra được công thức này thì chịu. Bây giờ thì bây giờ công thức này chúng ta sẽ giải, đây là công thức quy động thôi, chúng ta sẽ giải nó, đúng không nào? Giải nó như sau này. Chúng ta sẽ giải làm hai bước. Cái bước 1 là cái bước là chúng ta bước 1 là chúng ta sẽ tính cái Fn tối ưu thôi. Và cái bước thứ hai là tính chi tiết từ đây cho tính được cái mảng xì nữa nhé. Bây giờ chúng ta lại giải này. Vì cần giải cái bài này, những cái bốn này nếu chúng ta mà dùng đệ quy thuần túy thì sẽ rất là chậm. Cho nên người ta phải có một cái, trong tất cả các lời giải của cái bài toán quy động là chúng ta người ta dùng cái ngôn ngữ là lời giải từ dưới lên. Hay là có thể có một số sách viết là các lời giải dùng các cái khái niệm trung gian. Nhưng mà chúng ta dùng cái hiểu ngay là chúng ta phải tìm không phải tính Fn mà chúng ta tính cái mảng Fn luôn. Cách tính này, cách triển khai, cách tính cụ thể nhé, cách tính cụ thể là chúng ta làm như sau. Chúng ta tính qua cái mảng, thuộc hiệu đó là mảng A luôn nhé, cái mảng A chính là F này. cái mảng A là từ 0 cho đến như từ 0 cho đến N đấy, chứ N. Và cái AI này nó chính là bằng FI ở trên đấy. Đó. Đấy chưa? Và tôi sẽ tính. Như vậy thì như sau là chúng ta cần tính cái mảng A. Và như vậy cần tính cái mảng A. Đấy, cái mảng A. Và khi đó thì cái AN này chính là bằng FN. Chính là đáp án của bài toán, đây chính là cái số tờ tiền ít nhất cần đổi ra, dùng N tiền để đổi ra các cái mệnh giá tiền của cái mảng C. Đấy, thấy chưa? Thì cái mảng này nó có N có một phần tử và có công thức sau đây này. Nhưng mà cái mảng A của chúng ta là như sau, nó với nó chính là Fn ta có nhé. Ta có này là cái A0 thì bằng 0. Đây là cái phần biên đầu tiên nhé. Còn tổng quát này AI. Đấy, tổng quát nhé AI. Tương tự như ở đây thôi, AI chính là cái này này. Đây này, cái này. Đó. Thì AI như sau, AI chính là bằng như sau, AI chính bằng là min của 1 cộng với A, I trừ DCG. Đấy. Tổng min theo tất cả các CG mà thỏa mãn là CG nhỏ hơn bằng I. Đấy. Thì đây chính là công thức, kia gọi là cách lời giải và quy hoạch động từ công thức tối ưu địa phương. Chúng ta giải theo phương án là
giải phương án là gì? Là dùng mảng, dùng mảng rồi hay là dùng cái mảng mảng một chiều hoặc là mảng nhiều chiều. Thì cách tính này thì người ta trong sách vở người ta viết nha, có sách vở người ta viết là đây là cái phương án là giải từ dưới lên trên, giải từ phương án giải từ dưới lên là một cách người ta viết nhé. Cách thứ hai là cách lấy giải, lấy giải là dùng dùng các giá trị trung gian, dùng các giá trị. Nếu các bạn đọc các cái tài liệu sách giáo khoa về thuật toán hay là về khối động thì ta dùng các từ đó, hoặc người ta dùng một cái từ khác đơn giản hơn nhiều là dùng mảng. Nếu cái bài này mà chúng ta không dùng mảng thì rất là khó luôn, thì nó rất là chậm, dùng mảng rất là nhanh, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái em là cái bài toán này nhé. Chúng ta giải cả hai bước. Từ bước 1 là chúng ta sẽ bài toán 1 là chỉ tính đầu vào là CN và đầu ra là cái số tờ tiền nhỏ nhất. Còn cái bài toán 2 là không những tính A mà tính luôn được chi tiết cái mảng XY nữa nhé. Thì tôi giải luôn ở trên này nhé. Giải luôn trên này thôi, không cần phải giải nhé. Bây giờ tôi sẽ làm bài toán tiếp theo này, giải. Giải bài toán đổi tiền bằng quy hoạch động. Bài toán 1 là gì? Bài toán 1 là gì? Là input nhé. Input là C, mặc C và N. Đó. Còn output, output chính là cái số K hay là cái số cái kết quả này. Số K bằng là số tờ tiền, số tờ tiền tối ưu cân đổi, chính là cái AN đấy nhé, được chưa? Rồi tôi làm luôn bài này nhé. Đây là cái bài ghi ra cái bài là vẫn là change making nhưng mà gì, dùng quy hoạch động nhé. Quy hoạch động bài toán 1. Một là này, một tức là bài toán ngắn ngắn gọn, bài toán 2 là đầy đủ nhé. Mình tự làm tôi kiện nhanh là CM nhanh nhé. Đây là quy hoạch động nhé. Đầu vào là C, đầu ra là đầu vào là C với N và đầu ra là cái số đấy, được chưa? Như sau nhé, mình tôi đặt m bằng len của C và tôi đặt a, chỉ là a cái mảng nó cần phải tính đấy. A là nó là chính là cái gì mà gồm có n cộng một phần tử, n cộng một nhé. A không thì bằng thì bằng không. Còn từ a y trở lên thì chúng ta tính theo cái đó nhé. Thì cái làm như sau này, chúng ta nhớ lại dùng, chúng ta sẽ tính theo công thức này thôi, nó rất đơn giản đấy. Nhưng mà vấn đề là ta tính đầu tiên biết a không tính a một, a một tính qua a không, a hai tính qua a không a một, a ba tính qua a không a một trên a hai và a n tính qua a không trên a n trừ một. Như vậy là chính người ta dùng cái từ là dùng mảng là vì như vậy, hay là dùng cái từ là tính qua các cái tính theo dùng các hệ trung gian đấy, trung gian ấy, tính các bậc trung gian, hay là từ dưới lên trên, tính từ a không trở lên a một a hai trên a n. Như vậy đây chúng ta hiểu thế nào là từ dưới lên trên, tức là đây là cái này này là tính từ a không trước, xong tính a một sau, xong tính a n cuối cùng đấy. Trung gian là khi mà tính a y thì đã biết trước được các a y, đã biết trước các cái a g với g nhỏ hơn y rồi đấy, nhỏ hơn hẳn y rồi. Còn dùng mảng thì đây chính là mảng, đây chính là mảng. Như vậy ba cái cách này nó là đều dễ hiểu cả. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau giải nhé, nó rất dễ thôi nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này. Bây giờ chúng ta for y in range tính từ một trở đi, một trở đi n đây này, và đây chính là tính y đấy nhá. Đây thì viết luôn này, bắt đầu tính này, tính y được chưa?
thì AI sao tôi phải tính là nó bằng minimum của 1 cộng với A của Y trừ đi CG với CG là nhỏ hơn nó bằng Y. Được chưa? Bây giờ tôi tính nha, tôi đặt cái biến max để cho ta, tôi đặt cái biến tem, tem sẽ bằng là số lớn nhất nhé, float của INF như thế này. Đó, số max. Được chưa? Rồi tôi tính như sau này. Đây, tôi cho cái biến g chạy từ 0 cho đến m, cho đến m, cho đến 0 chạy cho đến m trừ 1 bằng 0 nhé. Đấy. Tôi kiểm tra này, tôi chạy này. YG để YG mà nhỏ hơn MN chừng nào mà cái biến g này, CG này mà còn nhỏ hơn nó bằng y đấy, tôi chạy khi nào mà CG vượt quá y thôi, tôi không cần làm nữa. Tôi cần tìm những cái, tìm tất cả cái g chạy từ 0 trở lên, nhưng mà chạy đến cái phần tử nào mà cái CG nó còn nhỏ hơn em y thì còn làm, còn CG mà vượt quá y thôi. Chúng ta nhớ là cái CG là cái mảng mảng đơn điệu tăng nhé. Đấy. Thì nếu CG nhỏ hơn y thì ta làm, chúng ta đặt tem bằng bằng min của tem, tem và 1 cộng với, chúng ta nhìn lại cái hàng tem 1 cộng với AI trừ DCG. Đúng không? Đây, đúng không? Đây, đó. Phải hết cái vòng lần này thì cho nó gán AI bằng đấy. Chúng ta thêm, chúng ta làm thêm một lệnh nữa ở đây. Là G bằng G cộng 1. Và chúng ta gắn cái này bằng tem. Được chưa? Thì mà thế đây thì chúng ta sẽ gì? Đây chúng ta sẽ trả về cái là đã báo giúp chúng ta, nhưng là chúng ta return AN. Chữ đáp án AN như đáp án. Là nhớ lại nhé, AN là gì? Cái định nghĩa chúng ta cần phải tính tính cái mảng, tính cái mảng AI. AI là số tờ, số tờ tiền tối ưu. Đổi được, đổi cái mệnh giá, đổi cái y tiền. Đấy. Như vậy là AN chúng ta bán cái bài toán. AN là bài toán đây này. Đó. Được chưa? Rồi bây giờ tôi làm thử nhé. Đây, tôi làm thử cái bài toán này, tôi đặt là đây là tôi test cái này. Tôi đặt A bằng 1 này, 3 này và 4 nhé. Đấy, bài toán này. N tôi bằng 6. Bài này nếu mà tính bằng gì? Nếu mà tính bằng bằng tham lam thì đáp số nó là 3 tờ tiền. 6 đổi 4 cộng với 2 tờ 1 là 3. Còn chúng ta thử sang phương án tôi yêu quy động là bao nhiêu, tôi chỉ cần print ra cái này. Print ra cái CM, CM ở đây là C và đây là N. Đấy. Tính thử là bao nhiêu nhé. Đây, tính thử. Nó phải ra là CM, quên cái gì nhỉ? Print CM CN. À, tôi đây là DAC chứ nữa, đây là C. C nhá. Đấy. Nó phải ra là đáp số là 2 mới đúng nhá, còn 02 thì là không, thật là không đúng. Đây, nó ra là 2 đúng rồi đấy. 2 nó là 2 tờ 3. Tôi lấy ví dụ khác nhá, C bằng 1 này. 2 này. 5 2 3 này, 5 này, 7 này. Đấy, ví dụ như vậy. Nhé. N tôi tính là N 12 nhé, 12 thì nó phải ra là 57 và 57 2. Các bạn chú ý nhé, thêm một chú ý nữa là cái lời giải tối ưu ấy, là tối ưu nó không, là không duy nhất nhé. Như cái bài này này 12 nhé,
12 thì có thể đổi thành là một tờ 10 và một tờ 2. Hoặc là một tờ 5, một tờ 7 như nhau. Như vậy là với chiều tổng quát ấy, thì là cái đáp số nó vẫn là 2 thôi, nhưng mà nó cách cái chi tiết của nó ra, cách đổi tiền của nó là không không nó không duy nhất. Thì thông thường khi người ta mà một quốc gia họ không nghĩ ra, họ họ đưa ra cách cách làm tờ tiền ấy, họ làm sao để sao cái việc triển khai nó phải là duy nhất thì nó mới hay, còn nó có nhiều lời giải thì nó không hay. Được. Vậy đây chính là cái lời giải cái bài 1 của anh Động, rất là hay. Cái bài này bạn thấy, nhưng bài này chúng ta thử phân tích một chút nhá. Ở đây là cái chỗ này này là mất là n bước này, cái vòng rộng thứ hai này cùng lắm lại là n bước. Vậy cái thời gian chạy của nó ở đây là nó gì, cái thời gian chạy của nó là như sau. Cái thời gian chạy của nó là cái thời gian chạy của chương trình này nhé, thời gian chạy của cái bài toán này nó là không của m nhân n, tích của hai cái. Đây là n này, đây là m này, đây là khâu o của m n. Nhưng mà m thông thường nó là cái số, một số cố định, cho nên là nó chính là om. Như vậy nếu mà cái chúng ta mà trong các bot ATM ấy, nếu mà chúng ta mà không dùng các cái thuật toán tham lam ấy, mà dùng thuật toán tối ưu thực sự của nó ấy, thì thời gian chạy của nó sẽ tỷ lệ thuận với n nhé, với n. Như vậy chúng ta đưa cho cần đổi càng nhiều tiền nó càng mất thời gian hơn, một giờ nó cũng khá nhanh thôi, nhưng mà với n khá lớn thì nó sẽ tốn thời gian hơn. Còn ngược lại dùng tham lam ấy là thời gian của nó là o một. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ giải cái bài toán 2, là bài toán khó nhé. Thì chúng ta cùng nhau giải cái bài toán 1 thì dễ rồi. Bài toán 1 là tính cái a và đáp số ra đưa ra là n nhé. Vì cái bài toán 1 thì bài toán 1 rất đơn giản. Bài toán 1 chúng ta tính cái mảng A. Tính cái mảng A và output ra chính là cái AN, cái đáp số của bài toán. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau giải bài toán đầy đủ là bài toán 2 nhé. Là đầu vào là tính mảng A cho C và N, tính mảng A và đầu ra là cái dãy x gì. Đây, bài toán 2 khó hơn nhé. Cái bài toán 2 khó hơn, đầy đủ hơn nhé. Bài toán 2 là input này. Input là C và N và output là cái mảng X. Từ cái mảng X này chúng ta sẽ tính được cái chi tiết ra cái đề giải của bài toán. Được chưa? Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ cần tính cái mảng A thôi. Như vậy là thực ra là input là CN và chúng ta sẽ tính được cái mảng A. Và quan trọng nhất từ A sao tính được X. Đấy. Như vậy cái bài toán 2 này của đó nó là phần này. Phần này là phần khó nhất nhé. Thì luận như sau, thật ra nó cũng vì cái phần này cũng phần rất quan trọng luôn, nhưng phần này là vì trong tất cả các bài toán quy động ấy, phần lớn nó có hai dạng toán. Một dạng toán ta muốn nhanh, người ta cần đầu bài đưa ra một số thôi, một con số, output con số là chính là cái giá trị của một cái mảng, phần cuối cùng của mảng đấy. Còn bài toán hai là mô tả chi tiết cái đề giải, chúng ta phải tính từ cái mảng đó, chúng ta tính được chi tiết đề giải của cái bài toán quy động. Thì bài toán này chúng ta chính là cái mảng x. Thì làm như sau, nhưng nó rất là đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ dựa trên ý tưởng của cái đó, chúng ta dựa trên cái này, cái đề công thức gọi là tùy địa phương rất rất là quan trọng nhé. Min này, AI nhé, AI này hay là AN bằng này, min bằng min này. Đây chúng ta, tức là chúng ta đều dựa trên cái công thức này hết này, đây, công thức này này. Đấy. Công thức này là rất quan trọng nhé. Đây, một cộng với a của n trừ đi cg với cái min của tất cả các cái cg, sao cho là cg nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn bằng n. Đây n có thể bất kỳ, n có thể là bất kỳ nhé. Rồi thì cái làm như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ n nhé. Cách làm như sau này, biết cách lời giải chúng ta như sau, những cái lời giải như sau, như chúng ta tính bắt đầu từ n
bắt đầu từ N nhé, từ N trở đi nhé. Chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ tìm bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm tìm cái chỉ số gì sao cho là AN bằng 1 cộng với AN trừ CG. Có tìm được không? Tìm được. Chúng ta phải tìm được, với đây là dấu bằng mà. Dấu bằng cho nên là trong tất cả các cái CG mà nhỏ hơn N, nhỏ hơn N ấy thì phải có một CG sao cho là dấu bằng. Như vậy là tìm G sao cho là CG nhỏ hơn bằng N và dấu bằng này xảy ra. Đấy. Được chưa? Nếu dấu bằng xảy ra suy ra gì? Suy ra cái này là tối ưu này. Cái này là tối ưu này. Vậy suy ra chính là cái CG này, chính là mà cái mệnh giá G này chính là một tờ tiền tối ưu. Vậy suy ra gì? Suy ra là chúng ta sẽ bước thứ 3, nếu như xảy ra thì làm như sau. Thì CG sẽ là một phương án. CG sẽ là một phương án, vậy suy ra như sau. Nếu mà xảy ra được điều kiện này nhé, thì như sau thì là chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ tăng G lên một đơn vị. Chúng ta sẽ tăng cái CG, tăng XG lên một đơn vị. CG đấy, bằng XG. Chúng ta đưa cái tờ CG này vào trong cái tờ tối ưu nhé. Và sau đó chúng ta sẽ giảm đi. Giảm N bằng N trừ đi CG. Và chúng ta sẽ quay lại bước lặp trên. Bước lặp này này. Đấy. Được chưa? Hãy tìm viết lại một cách thật thật chính xác nhé. Đây, viết lại bên mô tả này. Như vậy là cái thuật toán cái là giải cái bài toán 2 như sau. Chúng ta mô tả bằng pseudo code nhé. Hay là cái mã giả. Cái mã giả hay là pseudo code của bài toán nhé. Vẫn là kiểu là CM này. Đấy, CM nhưng mà đây là kiểu là full nhé. Full này, đầu vào là C nhé, đầu vào là N. Đó. Được chưa? Làm như sau nhé, tôi dựa vào cái ý tưởng này, dựa vào công thức này này rất quan trọng. Cho làm như sau các bạn cùng tôi làm nhé. Tôi mô tả bằng mã giả trước nhé. Đấy, như sau này, thì tôi làm như sau này. Đầu tiên tôi đặt là M bằng len của C. Đấy, len của C nhé. Rồi tôi tính tiếp theo tôi tính cái mảng A. Tính cái mảng A. A là cái mảng có N cộng 1 phần tử. Được chưa? Tính cái mảng A theo cách trên, theo cách này này. Đây, đây trên phần tính mảng A đây này. Đó. Bây giờ tôi làm tiếp theo này. Rất quan trọng, đây là bắt đầu phần chính này. Phần là tôi từ mảng A, tôi tính được X gì. Đấy, bây giờ vấn đề là từ cái mảng A. Này, tính X gì. Tính như thế nào? Thì đây chúng ta cùng nhau đây, dựa theo cái này nhé. Bắt đầu từ N, tìm G sao cho là một là A là AN là AN là bằng cái này. Sao cho là AN bằng cái này. Đấy, thì nếu bằng ấy thì chúng ta tăng G lên, tăng XG lên một đơn vị, giảm N đi và quay lại bước này. Thì làm như sau. Đây tôi mô tả chính xác cái rất đơn giản. Như sau nhé. Đây. Ở đây tôi làm như sau, tôi tính đầu tiên tôi đặt XG là cái dãy gồm có là M số 0. Đấy. Được chưa? Tôi đặt y bằng n, đấy, đặt y bằng n nhé. Mà tôi vào cái bước lặp như sau, rất quan trọng. Bước lặp như sau này. Tôi lặp này y y mà lớn hơn 0. Đấy. Thế tôi làm như sau, tôi sẽ tìm, đấy, tôi viết lại dạng cho dạng tìm g sao cho là cg nhỏ hơn hoặc bằng y và là AI bằng 1 cộng với A của Y trừ DCG. Đấy. Tìm. Nếu thấy thì nếu mà tìm thấy luôn phải thấy nhé. Nếu tìm thấy G thì làm như sau. Làm như sau, nó tìm thấy gì là nhà nhỏ chúng ta sẽ em chúng ta sẽ gì chúng ta sẽ tăng cái xg lên một phần, chúng ta sẽ tăng xg bằng xg cộng 1 và chúng ta giảm y đi, y sẽ bằng y trừ đi y
y bằng y chữ y chữ gì đó, được chưa? Còn nếu không thì không thế này thôi, là tôi có chỗ làm thế này thôi. Đây chính là thuật toán đây. Và chúng ta sẽ output, chúng ta sẽ return return x đó, thì đây chính là cái thuật toán nhé. Thuật toán của cái bài toán đó nó rất là đơn giản đây. Đấy, đây chính là cái thuật toán. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Tìm sẽ gì này là tôi là nó là vòng một cái vòng lọc cho nhỏ nhé. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Đấy. Được chưa? Thì cái phần chúng ta tính thử nhé, cái phần trên này này. Cái phần trên này này, chỗ này là chúng ta cái tính bảng này cho như là trên là OMN chúng ta tính từ bữa trước rồi nhé. Còn chỗ này cái vòng lọc OI này. Lọc OI này nó chỉ là n bước thôi. Còn cái tìm G này này là mất n là mất con lắm là m bước. Vậy sao cả hai cái này cộng lại cũng chỉ là OMN thôi. Vậy sao tổng kết lại là cái thời gian của nó chỉ là OMN. Hay nó chỉ là một vẫn là ON. Như vậy cái giải thích của nó vẫn là ON thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải cái bài toán đó nhé. Bây giờ tôi sẽ copy cái này sang cái bài mới nhé. Giải cái bài này với cái thời gian là đầy đủ, tôi copy cái này sang. Tôi new một cái mới này. Đấy. Bài này như sau, bài này là giải đầy đủ. Giải bài toán đầy đủ. Đầy đủ. Bài toán đổi tiền. Để được bằng quy hoạch động nhé. Bằng quy hoạch động. Đấy. Bài này tôi sẽ ghi ra là cái bài là make đây quy hoạch động ấy nhé. Mưa ông đây nhưng mà nó là bài số 2. Đấy. Để cho nó dễ nhé. Đây là full. Đấy. Thì biết luôn nhé. Đây đây là CM nhé, CM nhưng mà đây là full, thì biết là full. Đầu vào là C N đây. Được chưa? Thì bài này sẽ làm chia làm hai bước. Bước 1. Bước 1 là tính A. Tính A. Sau đến bước 2. Ở đây. Bước 2 là gì? Bước 2 là tính x gì? Đấy, được chưa? Bước 1 tôi chuyển copy cái phần bằng kia sang thôi. Tôi quay lại chỗ lúc nãy đây nhé. Đây này. Đây chính chỗ này này. Tôi copy cái phần này sang. Dán đây thì cần đến đây. Đây là đủ. Không cần cứ đi thơ này nhé. Bỏ qua cái đi thơ này đi. Như vậy sang đây là tôi. Đây. Bước 1 tính cái A này. Đó. Đây chính là cái phần đầu tiên copy từ bên kia sang. Là cái phần là gì? Tính A, đây là cái bước 1 đến bước 1, tính A là cái phần tính cái mảng A giống với phần trên, giống như... Sang bước 2 là tôi tính x gì? Là tôi làm sao mà đầu vào là A và đầu ra là x gì? Đó, được chưa? Đây là bước 2 nhé, bước 2 là bước rất quan trọng tôi vừa mới nói đấy. Chúng ta sẽ mô tả theo cái thuật toán này. Đây, thuật này. Rồi chúng ta mô tả như sau nhé. Đầu tiên ta đặt x gì bằng. Đầu tiên là một dãy gồm có m phần tử là toàn số 0. Được chưa? Sau ta đặt này y bằng, tôi vừa nói y bằng n này. Sau ta lập này y nhé. Y y mà lớn hơn 0 thì tôi còn làm bằng 0 thì tôi dừng lại. Thì với mỗi y này chúng ta sẽ tìm gì? Tìm gì sao cho là AI, chúng ta sẽ phải tìm gì? Chúng ta sẽ phải tìm G sao cho là CG nhỏ hơn Y và AI bằng 1 cộng AI trừ CG. Tìm ngay rồi, chúng ta sẽ làm tiếp phần sau này. Phần này là không khó lắm đâu nhé. Đấy. Số lần cho chúng ta viết là G, đặt G bằng, chúng ta tìm từ dưới lên. Đấy, từ dưới lên. Y, G bằng 0 và chúng ta sẽ tìm từ dưới lên. Nhé. Thì là Y trong khi g mà nhỏ hơn mn cg nhỏ hơn bằng y đó
chúng ta kiểm tra if if mà AI AI mà bằng 1 cộng với A nhé, AI trừ DCG. Đấy. Đấy. Kiểm tra cái này. Nếu như này nhé, thì suy ra vì là theo chính tôi yêu của cái tôi yêu địa phương quan trọng đấy. Đấy. Thì suy ra là gì? Từ câu này suy ra vì AI là tối ưu, tuy nhiên là cái triển khai này là tối ưu này, đấy. Tối ưu, được chưa? Vì là AI tối ưu mà, vậy suy ra là cái CG này là cái mệnh giá tiền G này là phải nằm trong cái triển khai tối ưu, và cái phần này chính là triển khai tối ưu của cái Y trừ đi CG, đấy. Như vậy, ở chỗ đây là không, đây là hoàn toàn hai bên cùng tối ưu cả nhé. Đã tối ưu rồi, suy ra là CG là nằm trong cái tối ưu, vậy suy ra như sau, vậy suy ra chúng ta chỉ việc tăng cái CG lên một đơn vị. Tăng cái CG này bằng đấy, như vậy chỗ này rất quan trọng, đây là cái phần do cái công thức tối ưu địa phương mà ra đấy, rất quan trọng chỗ này nhé. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ đặt y bằng y trừ đi CG và tìm được rồi thì xong luôn, tôi thoát khỏi vòng lọc mà trong là luôn, tôi dùng lệnh là break để tôi thoát ra, thoát khỏi cái vòng lọc này này, tìm được rồi đúng không nào, và ra ngoài này ra ăn đây nhé, ra ăn đây thì chúng ta sẽ tăng G lên một đơn vị, chúng ta phải tìm. Đấy, được chưa? Và ra ăn đây thì chúng ta sẽ ra ăn đây thì chúng ta sẽ return x. X. Đó. Được chưa? Đấy, nhưng mà bài toán này nó rất đơn giản như vậy thôi. Đấy. Vậy cái bước 1 là bước này, bước 1 là cái bước này nhé, là bước là tính AI, bước 2 là chữ AI này nó có biệt, bước 1 là cái này, bước 1 là tính cái mảng à, mảng A, bước 2 là tính cái XC, từ A tính cái XC, đây chính là cái mảng, kết quả nằm đây, xin lỗi, nó nằm ở này, nằm ngoài này đấy. Đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử nhé. Bây giờ khi mà ra cái này rồi thì chúng ta sẽ cần một cái hàm này để ta mô tả cái kết quả nó chính là bằng cái số từ tiền tôi yêu chính là AN hay là chính là sum x gì thôi nhé. Được chưa? Vậy tôi làm thử nhé, bây giờ tôi làm để tôi test cái nhé. C tôi đặt bằng này 1 này 3 này 5 3 này 5 này 7 này 10 ví dụ như vậy nhé. N tôi đặt bằng 28 chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ tôi đặt là x gì bằng cm full đấy. C n và tôi thử print ra có đúng không, tôi print cái print x ra có đúng không, 28 nó sẽ là bằng gì, nó sẽ là bằng bao nhiêu, tôi kiểm tra nhé, chạy thử xem nó có sai chỗ nào không đã nhé. Nó vẫn chạy. Để tôi kiểm tra cho sao chỗ nào. Chỗ này là A này. Dòng 29 của thầy đang bị sai sao thế ạ? 29 để dấu bằng đấy. Đúng không, y bình cộng 1 em tiếp nhé, đến nó là 0 này, như vậy là 28 này nó sẽ ra là nó ra đáp ra nó phải là 4 đấy, nhưng mà tôi mô tả cái hàm nó sau nhé, tức là đây 28 tức là 2 tờ 10 là 20 và 1 tờ 7 và 1 tờ 1 đấy, 1 tờ 1 như vậy là 1 và 7 là 8 à. Đúng. Thôi bây giờ tôi viết thêm một đoạn nữa cho nó thành chương trình chính nhé. Tôi viết thêm một cái hàm nữa để cho đúng. Def một cái là show kết quả x. X gì và đây là viết luôn là n để cho n x cho nó đáp số nhé. Tôi print này. Print là n này
tiền đổi được sum x tờ tiền được chưa? Sau đó tôi for g in range length của x thì tôi in ra, các cái phương án tiền nhé. Len x if cg lớn hơn 0 thì tôi print ra. Print ra là xg tờ ở đây show in đây là phải có thêm một c nữa đấy, c nhé, chúng ta sẽ cho yên tâm c nữa thì mới đủ. Mà đây là cg tờ mệnh giá đó. N tiền đổi được từng này tờ tiền, xong từng tờ tiền một cái rõ nó là bao nhiêu tờ mệnh giá, bao nhiêu mệnh giá, được chưa? Để tôi thử nhé, vì sau đó tôi không dùng, tôi dùng lệnh là show kết quả ở đây. Show kết quả đây là n x, đây là c. Đấy. Như vậy là chúng ta là có là n chúng ta là 28, kiểm tra xem nó đổi như nào nhé, đổi không có đen này. Đổi thành được 4 tờ tiền, nhớ là một tờ tiền mệnh giá 1, tờ tiền mệnh giá 7, một tờ tiền mệnh giá 10 nhé. Tôi cũng muốn in luôn ra cái chỉ cho nó dễ để cho tôi quan sát được luôn. X. Đấy. Ra là cái này. Được chưa? Bây giờ đổi sửa cái này thành là 12 cho nó ra là thế nào, như 12 nó ra bao nhiêu? 12 nó ra là 12 tờ tiền. 5 và 7. Với bài này 12, 12 chỉ có hai phương án là chọn là 2 5 7, nhưng mà sửa thành số 2 cơ. Sửa thành số 2 thì nó sẽ có hai phương án là 2 10 hoặc 5 7. Nhưng mà máy tính thì chỉ ra một phương án thôi. Hai tờ mệnh giá 2 và một tờ mệnh giá 10. Được chưa? Đó thì đó là cái đây chính là phương án là lời giải đầy đủ nhé, đầy đủ. Nhưng mà đây là một phương án giải nhé, phương án giải. Thì hôm trước tôi đã hôm trước trong cái buổi hôm trước tôi trình bày phương án khác, thì tôi nói nhanh phương án thứ hai, phương án hôm trước cũng được nhé. Bây giờ tôi sẽ đưa ra một lời giải thứ hai của bài toán đổi tiền. Mà tôi nói như vậy về một quy động nó có hai, lời giải nhé. Tôi đưa ra lời giải thứ hai. Giải thứ hai của cái bài toán đổi tiền, cái giải cũng rất là hay nhé. Bài toán đổi tiền, đổi tiền bằng quy hoạch động. Vẫn là cái đầu bài như vậy nhé. Đầu vào chúng ta cho cái hệ input của chúng ta là cho cái hệ tiền C và N nhé. Ở đây một sẽ là bằng C0 nhỏ hơn C1 nhỏ hơn C là M-1. Đấy, kiểu như vậy nhé. Mà cần phải tìm ra cái em tìm cách đổi tiền là N bằng là X0 C0 cộng X1 C1 cộng cộng với X M-1 nhân với CM-1. Đấy. Sao cho cái gì? Sao cho là gì? Sao cho là cái tổng cái số lượng này, cái tổng số tờ tiền ấy, sao cho là x cái tổng số tờ tiền ấy, tôi kiện tức là cm n bằng bằng cái x g với g từ 0 cho đến m trừ 1, cái này nó phải là minimum. Thế giờ là giải hai như sau. Sao cái giải hai cũng rất là hay.
rất nhiều cái bài toán mà Huy Động dùng cái lời giải theo kiểu hai này làm chi tiết hơn. Cái lời giải một cũng rất là hay, lời giải một thì nó cái việc tính AI này nó hơi suy luận hơi phức tạp một chút, đặc biệt là tính chứng minh công thức số đấy nó hơi phức tạp, công thức này nó hơi phức tạp một chút. Nhưng mà thấy tôi vừa chứng minh hơi dài đúng không nào, hơi phức tạp một chút cái công thức 4 này đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải cái bài số hai, giải cái bài bằng Huy Động cách thứ hai. Cái thứ hai này thực ra thực tế là hay dùng hơn đấy, nó sẽ làm cho bài toán vì nó dễ dàng hơn như sau nhé. Giải hai là như sau, giải hai như sau là chúng ta nhé, chúng ta đặt cái mảng A gồm có hai phần tử là y, hai mảng là y và g. Kích thước của nó là gì, là y là tính 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 theo n và lệ dĩ là n cộng 1 nhân với m đấy, nhân m nhé. Đó thì như sau này, ý nghĩa là như sau này, ý nghĩa là như sau là AIG là cái mảng hai chiều, AIG là như sau bằng là cái số cái tờ tiền tối ưu nhỏ nhất đấy để đổi rồi y tiền, tao đề lên tờ trước nhé, y tiền sang hệ hệ tiền sau. Hệ tiền là chỉ gì, chỉ từ hệ tiền này là chỉ từ không chuyến 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 g thôi. Hệ tiền là c0, c1, c2 và cg. Đấy, chúng ta chú ý. Được chưa? Đấy, như vậy nó nhé. Như vậy là gì? Như vậy cái đáp án của bài toán là sao? Đáp án của bài toán chính là A gì? Chính là A và đây là N và đây là M trừ 1. Đấy, đáp án. Đây chính đáp án đây. Là gì? Là đổi N số tờ tiền tối ưu, đổi N tiền. Đổi N tiền. À, tính ra cái hệ tờ tiền là từ từ không chuyến m trừ 1 chính là c. Thì với cái này thì khi mà định nghĩa cái lời giải bài toán tối ưu theo kiểu mới này thì nó phức tạp hơn vì là mảng hai chiều, nhưng mà tính công thức là dễ hơn rất 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 là nhiều. Bây giờ tôi tính công thức rất quan trọng nhé, tính công thức này, tính công thức để quy cho cái truy hồi cho cái AEG nhé, ta có này. Một là các công thức biên này, công thức biên của cái a của cái em sẽ có như sau nhé. Đây a này, với ai không tức là hệ tiền chúng ta cho có một tờ tiền, tức là c0 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 gì c0 tức là một đồng đấy. Thì hệ tờ tiền mà có một đồng thôi thì có y tiền thì hiển nhiên ta phải đổi thành y y tờ tiền đấy, như vậy là a y không bằng y. Bây giờ ngược lại nhé, chúng ta có không tiền, không tiền thì với mọi gì thì nó luôn bằng không, người ta không cần đổi gì cả, nó bằng không. Đây chính là cái điều kiện biên của cái mảng A. Bây giờ tôi sẽ tính cái AIG bất kỳ, chúng ta cùng nhau làm nhé. Phần này cái tính này nó dễ hơn là cái lúc nãy nhé. Bây giờ đầu bài gì, các bài cần phải tính cái công thức truy hồi cho AIG, phải tính được công thức truy hồi AIG thông qua các phần tử là với cái chỉ số y nhỏ hơn cái y này và g nhỏ hơn gg này, tính như thế nào. Đấy, chúng ta cùng nhau quan sát nhé. Đây thì rất đơn giản như sau này, chúng ta xét hai trường hợp như sau. Trường hợp một nhỏ, chúng ta xét giả sử mà cg nhé mà nhỏ hơn là bằng y. Đấy. Thì như sau, nếu cg nhỏ hơn bằng y thì như sau này, thì trong cái khai triển mà của y ra các cái tờ tiền từ không chuyển đến g thì có thể có cg hoặc là không nhé. Thì chỗ này này, với cái này thì suy ra là trong cái khai triển, trong cái đổi tiền của y thì có thể có hoặc không có, hoặc không có là cg nhé, cái tờ tiền mệnh giá g vì cg nhỏ hơn y mà chúng ta có thể đổi được nhé. Đấy, thì như sau này, thì nếu mà có thì suy ra là cái nếu mà có cái có cái g này thì suy ra cái
thì cái số tự tiền cần đổi được nó sẽ gì, nó sẽ là bằng là 1 cộng với là a nhé. A vì y phải trừ trừ đi c g, đây là g đấy, đúng không? Tôi lấy cái CG thì phần phần còn lại của nó là cái phần còn lại của nó là phần này nhé. Vì và cộng một chỉ là giả sử có một tờ tiền là CG thôi thì số còn lại tờ tiền sẽ là y trừ CG bằng này. Còn trường hợp mà không có, trường hợp mà trong đồ tiền của y, trong đồ tiền của y, trong đồ tiền tối ưu của y không có CG, vậy suy ra thì vậy suy ra là các tờ tiền còn lại là các tờ tiền là phần nào phải nhỏ hơn CG thôi. Vậy suy ra công thức sau đây, vậy suy ra công thức là gì, là suy ra là gì, suy ra là cái số tờ tiền cần đổi được nó phải là như, nó phải là a của y và g trừ một đấy. Vậy suy ra như sau, công thức đây rất đơn giản này, a này, y này, g này nó sẽ bằng là min min hoặc là của 1 cộng với a y trừ đi cg g và a y g trừ 1 đấy. Như vậy là cả hai trường hợp này đều suy ra tính từ các phần tử ở trước đó nhé. Còn trường hợp thứ hai là giả sử là cg mà lớn hơn y thì hiển nhiên là cái tờ tiền g này là không nằm trong cái khai triển của y rồi, vì là không đổi được y mà, nên lớn hơn cái y mà. Vậy suy ra trường hợp này ta có là gì, ta có như sau, ta có là a y g sẽ bằng là a của y và g trừ một đó, được chưa? Đấy, thì đây là cái rất quan trọng nhá. Vậy ta có gì, như vậy từ hai cái này chúng ta suy ra như sau, tôi ra suy ra công thức này là công thức rất quan trọng và công thức tối ưu địa phương. Ta có công thức sau đây này, công thức quan trọng. Như vậy là mọi cái phương án mà chúng ta giải bằng quy động đều phải ra công thức sau đây, công thức sau rất quan trọng, công thức tối ưu địa phương này, công thức tối ưu địa phương của phương án này nhé. Đây a này, y này, g tính như sau này, bằng này đấy, bằng là a y g nếu như sau, nếu mà gì, nếu nếu mà cg lớn hơn y đấy, và bằng là min của 1 cộng với a y trừ đi cg g và a y g trừ 1 nhé. Nếu mà cg nhỏ hơn bằng y đấy, thì đây chính là công thức rất quan trọng, chúng mình nó rất là dễ dàng, chúng ta vừa tự ra vừa sợ tia ra ra ngay, và đây chính là công thức để chúng ta tính cái bài toán của chúng ta nhé, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ giải luôn cái bài này, chúng ta giải xong chúng ta sẽ nghỉ nhá. Chúng ta sẽ tính luôn như vậy, với cách hai này chúng ta sẽ của các bài toán đầu tiên, chúng ta cần tìm cái mảng A là mảng hai chiều. Mảng này nó có cái gì? Nó có cái kích thước là n cộng 1 nhân với m. Được chưa? Đó là n cộng n, nó là n cộng 1 nhân 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 với m. Và với cái điều kiện biên là như thế này. Đó, được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta làm nhé. Chúng ta làm theo cách thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ mình tôi copy cái này xuống cho mà tôi sẽ làm luôn cả hai phương án luôn. Sẽ làm một phương án luôn chứ không cần thiết phải làm cả hai phương án, được chưa? Đây nhá, tính cái mảng chúng ta là cái mảng này là mảng AEG. Đó, chúng ta chú ý này. Số tờ tiền tối ưu đổi y tiền ra ra các cái tờ tiền là C0 C1 C của G. Đấy. Thấy chưa nào?
đầu vào lại đầu vào lại và output output ra chúng ta không những là k, chúng ta ra luôn và chúng ta ra luôn lại là x luôn, phương án tôi đi x luôn. Được chưa nhé? Đây tôi làm nhanh cho các thầy cô xem, nó cũng dễ thôi mà, nó không vì chúng ta luôn nhớ nhớ công thức này. Tôi viết ra thuật toán cho chúng ta xem thuật toán trước đã nhé, rồi tôi ra sẽ giải sau. Như vậy là tính cái này thì dễ rồi, nhưng mà tiếp theo là làm sao mà tính được x. Tôi cứ làm luôn cả hai phương án nhé, để cho chúng ta có cái nhìn nó tốt hơn nhé. Bây giờ tính luôn này, bây giờ tôi làm luôn cả hai phương án luôn, tôi làm luôn cái mô tả thuật toán bằng cả hai phương án nhé. Đây bây lời giải này, bước 1 là cần tính A, tính cái mảng A, và bước 2 là tính cái mảng XY, tính cái mảng XY, được chưa? Thì làm như sau nhé, đây này, chúng ta cùng nhau tính cái... Bây giờ tôi tính cái mảng A trước nhé. Bài toán 1 là tính cái mảng A, tính cái mảng A, được chưa? Thì như sau này, để tính cái mảng A nhé. Thì như sau, đầu vào của chúng ta là gì? Là input của chúng ta là gì? Input nhé, là C và N nhé. Thì tôi viết cái hàm đó là hàm kiểu là CM, CM nhé. Đây là C này, với N này. Đấy. Chúng ta cùng nhau tính cái bảng A trước nhé. Tất cả đều chia từ công thức này hết nhé. Tất cả công thức này hết. Công thức này công thức rất quan trọng và chúng ta chú ý cái công thức đó nhé. Nó rất là dễ. Đấy. Mà nó là rất quan trọng. Được chưa? Được rồi, thì tôi đặt như sau. Tôi đặt là M bằng len của C. Và A đặt bằng kia, đầu tiên là một cái ma trận, tạo một cái ma trận rỗng à, kích thước là n cộng 1 và nhân với m. Đấy, được chưa? Tiếp theo tôi làm như sau này à, tôi làm các điều kiện biên này. Điều kiện biên một là gì? Là điều kiện biên một là như sau, là với mọi y nhanh nhé, là a này y không, tức là mọi y thì đổi ra một tờ tiền thôi, tờ tiền C0 nó sẽ là y y tờ tiền, được chưa? Còn thực ra là với điều kiện thứ hai, điều kiện biến thứ hai thì nó là hiển nhiên rồi, là với mọi g thì a không g bằng không, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhé. Đây rất đơn giản, chúng ta chỉ cần gì là for for y chạy từ for y chạy từ từ 1 cho đến gì, cho đến 2n. Đấy. Không tính được cả rồi mà, cứ tính nhé. Đấy. Thì ra kiểm tra cái này nhé. Thì là như sau này, chỉ cần kiểm tra như sau rất đơn giản là if nhé, if này. If y mà nhỏ hơn CG. Đấy, rất đơn giản. Không, cái này, này. Phải có hai vòng for. Được chưa? For y bằng 1 n, và thứ hai là for g chạy từ bao nhiêu, chạy từ 1 cho đến thu m trừ 1. Đấy. Thì 1 thì 1 nhé. Kiểm tra này. If này, if mà y mà nhỏ hơn cg. Đấy. Thì chúng ta thì sẽ đặt a i g bằng, xin lỗi, a i g bằng a y g trừ 1. Còn else, else là nếu mà y lớn hơn bằng cg thì a i g đúng không? Bằng là min của hai cái, min hoặc là của cái trên y trừ 1, hoặc là 1 cộng với a của y trừ đi cg. Và đây là g. Đấy. Đấy chính là cái phần mà phần tính cái tính a, được chưa? Xong bước tiếp theo là chúng ta sẽ viết luôn một luôn. Chúng ta sẽ bước tiếp theo, đây là bước 1 nhé. Sau bước tiếp theo chúng ta tính luôn. Ở chỗ này là chúng ta tính, ở đây chúng ta tính. Tính x gì?
Đi luôn nhé, đi vào đây nhé. Đây. Luôn đây thôi. Ở chỗ này là tính A, chỗ này là tính A này, chỗ này là tính chỉ luôn nhé. Chúng ta dựa vào đây thôi, rất đơn giản như này. Chúng ta là như sau này, chúng ta đồng thời cho hai biến y và z cùng chạy từ 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 trên xuống nhé. Tức là như sau, chúng ta đặt x là gì? X là dãy gồm có m số 0 này, đầu tiên m số 0. Đó. Sau đó chúng ta đặt như sau. Đây. Đây, chúng ta đặt như này nhé. Chúng ta đặt y bằng n và z bằng m trừ 1. Đó, chúng ta sẽ là vòng lặp y lớn hơn 0 and z lớn hơn hoặc bằng 0. Y chạy số đến bằng 0, y chạy đến 0 thì dừng lại. Đấy. Đấy, thì chúng ta làm cái này nhé. Thì nếu mà thì làm như sau này. Chúng ta kiểm tra nhé, đồng thời luôn này. Kiểm tra này, đây là kiểm tra là if nhé. If mà CG CG mà lớn hơn y, cơ tự nhỏ hơn bằng y. Đấy. Bằng y nhé. Thì là kiểm tra đây, kiểm tra tiếp tục cái này. Thì ra cho kiểm tra tiếp ở đây là if. If nhé. If mà AI G mà bằng là 1 cộng với A. Đấy, như này này. Y trừ DC G. G. Đấy. Nếu như này thì suy ra chính cái CG chính là cái phương án tối ưu nằm ở trong cái khai triển của y. Tức là gì? Tức là nếu cái này thì chúng ta đặt như sau, chúng ta tăng cái CG XG lên một đơn vị. Cộng 1. Được chưa? Và chúng ta giảm y đi. Y bằng y trừ DCG. Đấy. Còn ngược lại chỗ này này. Nếu mà AI trừ 1 mà là khác ấy. Khác cái này thì suy ra là theo công thức mà chúng ta sẽ AI gì chứ bằng là AI gì trừ 1. Vậy chúng ta giảm đi gì bằng gì trừ 1 ở đây. Còn ngược lại chỗ này nhé, chỗ này này L, chỗ này L là nếu CG mà nhỏ lớn hơn y thì cũng thế, chúng ta giảm gì bằng gì trừ 1. Cuối cùng vùng này chúng ta sẽ return x. Đó. Đây chính là cái lời giải cái thuật toán thứ hai. Đây, thứ hai tận trên này nhé, tận trên này nhé. Rồi chúng ta quay lại cái lời giải của nó. Đây, tôi ký hiệu trên là đây sẽ là CM full nhé, CM full. Đây là CN. Chúng ta sẽ lời giải. Chúng ta sẽ chia làm hai bước nhé. Bước 1. Tính A. Tính A. Sang bước 2. Bước 2 đây chính là tính X. Được chưa? Bước 1 chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta đặt M bằng len của C này, len của C này. Và chúng ta đặt A là cái ma trận kích thước là n cộng 1 nhân với m. Đấy, nó bằng như sau, tôi viết nhanh nhé, bằng cái này nó bằng chính là cái không này. Đây là một hàng của nó này. Xong là for i in range n cộng 1. Đấy, cho A như thế nhé. Rồi tiếp theo tôi làm cái for i in range n cộng 1 và tôi đặt là ai 0 bằng y. Thấy chưa? Đây chính là cái phương án biên đây. Yeah. Tiếp theo tôi làm như sau. Chúng ta nhớ lại thì chúng ta phải có hai vòng for ở đây. Đây, hai vòng for như này. Đấy, ở đây sẽ có hai vòng for nhé. For i in range từ 1 đến n. Sau
xong là 4G cũng từ 1 nhé, từ 1 đến M-1 rất đơn giản nhé. Thì if y mà nhỏ hơn CG như vậy trong CG nó không không nằm trong thì chúng ta sẽ chỉ phải gán gì, gán là A I G bằng A I vì chữ 1 nó không nằm trong, tôi sẽ triển khai nó bằng bằng chính là cái sau này vì chữ 1 nhé. Còn else L là y lớn hơn bằng không bằng CG thì cái IG nó sẽ bằng 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 nó sẽ bằng min của hai cái. Thứ nhất là bằng cái trên chính là bằng AI. G1. Và 1 cộng với A y trừ đi CG và đây là G. Đấy. Đấy. Thì đây chính là cái phần xong cái bước 1 nhé. Chúng ta sang bước 2. Bước 2 là tính x gì, thì x gì sẽ bằng gì, x gì sẽ bằng đầu tiên là ngắn toàn bằng số 0 m. Rồi chúng ta bắt đầu tính nhé. Thì là y đặt bằng n này, y đặt bằng n và g chạy từ trên xuống, g chạy bằng m trừ 1. Đấy, và chúng ta sẽ giảm. Đấy. Y y mà lớn hơn 0 n g lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy, thì chúng ta làm. Được chưa? Đấy. Thì kiểm tra nhé. Bây giờ là if này. If mà c g mà nhỏ hơn hoặc bằng y, chúng ta lại if lần nữa nhé. If này, if mà a y g mà bằng 1 cộng với a y trừ đi c g. Đây là đây là cái phần rất quan trọng luôn này. Nếu như này, nếu như này thì là cái CG là nằm trong là nằm trong khái niệm tối ưu của y. Đấy. Vậy thì ra chúng ta chỉ việc tăng cái XG lên lên một đơn vị. Cộng 1. Và chúng ta giảm y đi, y bằng y trừ đi CG. Còn chỗ này ngược lại chỗ này như else. Chỗ này nếu mà AI này mà khác bên này thì chúng ta chỉ việc ta cứ giảm gì đi một đơn vị. Còn chỗ if này nữa này, if này là nữa, if này. Đấy, thì cũng ra chỗ, chúng ta cũng else. Chúng ta giảm gì đi một đơn vị. Và ở đây thì chúng ta sẽ kết thúc return x. Bây chúng ta thử đi một chút nhé. Bài lúc nãy là cái bài cái bài này là bài nào nhỉ? Cái bài này là bài lúc nãy đúng không? Đây là phương án 1 đúng không? Bài này tôi chưa ghi nhỉ. Bài này ghi là chain making quy động cách 2 đúng không nào? Đây là chain making quy hoạch động nhưng mà cách 2, vậy là cách 1 nhé. Đây là cách 2. Cách 2. Đấy, cách 2 mà là full luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta copy lại lúc nãy cái phần đáp án. Đáp án nó ra là 1 đây này. Đây này tôi copy luôn cái này ra này. Copy luôn cái này ra luôn này. Vì nó là một, đáp án nó là 1. Đây cách 2 đấy nhé. Vẫn là C, vẫn là C mở full này, vẫn là nó nhé. Đây. Copy. Đấy. Thay đổi.
vẫn là CN, vẫn là CNXC đây, vẫn là show đây, vẫn giữ nguyên nhé. Nhưng mà tôi mình kiểm tra cho đúng không nào, 12 này, 2 kiểm tra xem chạy nó chạy không nào, cho nó có lỗi ta để kiểm tra có lỗi không nhé. À đây, chỗ này quên cái này. Rồi. Bước 1, bước 2. Mười hai chứ là hai nhé, đáp án là hai nhé, hai là hai, là hai tờ tiền nhé, là một tờ tiền hai và hai tờ tiền 10 đây, một tờ tiền 10 đây. Bây giờ tôi cho cái này là 13 chẳng hạn thì nó ra bao nhiêu? 13 này, 13 này nó sẽ tính là ba tờ tiền, một tờ tiền 1, 2 và 10, 1, 2 và 10. Tôi để cái này nó là 30 thì nó phải là đáp án nó phải là 3, nó là 3 tờ 10. Đấy. Đúng rồi đấy nhé. Như vậy các bạn thấy như vậy là cái bài này, như vậy là cái bài đoán đổi tiền chúng ta là có hai phương án, có hai phương án. Phán một, nhắc lại, phán một là dùng phán một dùng một cái mảng A một chiều thôi thì nó hơi khó một chút về mặt lập trình, khi lập trình ra phần phần tối ưu, phần là giải đủ thì dễ hơn, nhưng mà cái phần mà cái phần tính tính cái hàm tối địa phương tối ưu này thì hơi phức tạp một chút. Còn với cái bài số 2 là khai tâm khai triển luôn bằng bằng cái mảng hai chiều ấy thì ta thấy là mô tả cái tính này nó rất là dễ, rất là dễ, dễ dàng hơn rất nhiều lần. Cái giải của nó cũng cũng dễ dàng, thế cũng rất dễ dàng luôn. Để lại đây này, chúng ta chú ý một chút nhé, rồi chúng ta phân tích lại một chút này với cái bài này nhé. Thì cái phần đầu, cái phần tính A này, phần tính A này nó gồm có hai cái em đây này, nó gồm có hai cái vòng lập, là một là M lần và lập hai là N, hai là M, vậy nó chính là OMN, nó vẫn là OMN đó. Còn cái phần tính X gì đây, chúng ta có là bắt đầu ở đây là bắt đầu vòng vòng lập hai nhé, cái vòng tính X gì thì ở đây của nó là Y bằng M, N Y bằng riêng M trừ 1, và sau mỗi vòng lọc như vậy thì ta có là nó hoặc là Y giảm đi, Y giảm đi cho đến khi nào bằng không thì bằng không thì thôi, hoặc là Y giảm đi, Y giảm từ 1 như vậy, hoặc là nó vẫn là M nhân N. Như vậy đây nó vẫn này, nó vẫn là đáp số, vẫn là thời gian của nó là OMN. Vì sẽ là tổng tổng thời gian của phần này là thời gian của nó chính là OM nhân N. Vì M là hàng số nó chính là ON. Đó, như vậy hai cái lời giải là về giống nhau về mặt nào, nhưng mà độ phức tạp thời gian nhé. Như vậy là chúng ta, nhưng mà chúng ta kết luận là gì, cái bài toán đổi tiền là bài toán giải giải hoàn chỉnh bằng phương án tối ưu bằng bằng cái quy hành động, mà là giải tối ưu của nó là có độ phức tạp thời gian là ON. So sánh với cái O1 của cái tham lam thì thấy là cái tham lam nhanh nhân hẳn, nhưng mà tham lam nó không tối ưu. Thì cái này như vậy chúng ta cái như vậy cái bài toán đổi tiền đã được giải hoàn toàn, và chúng ta thấy là gì, là nó có là giải tối ưu nhất, là tối ưu hoàn toàn bằng toán học, bằng tin học, là dùng quy hành động với thời gian chạy là ON. Nhưng mà thực tế phán này vẫn không, thực ra vẫn rất là chậm khi mà chúng ta cho phép người ta đổi tiền nhiều đấy. Cho nên thực tế người ta có thể dùng cái này hoặc có thể không, người ta sẽ dùng cái phương án là tham lam là chuẩn nhất. Mà muốn tham lam thì phải có cái bộ tờ tiền là phải là chuẩn tắc. Đấy, thì người ta chứng minh là cái bộ là 1, 2, 5, 10 là chuẩn tắc rồi. Thì cái bộ tờ về nhà các bạn cùng nhau làm nhé. Chúng ta có hai tờ về nhà, và tờ về nhà thứ nhất đơn giản ấy là chứng minh là hệ 1, 2, 5, 10 là hệ chuẩn tắc. Hai là cái hệ là 1 p bình phương p mũ k là chuẩn tắc. Hai cái bài đó thì nó cũng khó đấy, nhưng mà nó cũng học sinh lớp 11 là hoàn toàn hiểu, hoàn toàn có thể hiểu được cái bài đó. Hôm chúng ta nghỉ ở đây, hôm nay tôi làm cái bài giảng mẫu để mà chúng ta bù lại cái hôm trước thôi. Và chúng ta nghỉ ở đây nhá. Chào mọi người nhé. Ít người cũng được.